Tám ơi, anh Tám có nhà không? Tám, anh Tám, ủa cái tivi này sao nó phát sáng nữa? Không lẽ nó tự hẹn giờ chiếu phim cho ta? Chắc phải có người điều khiển chứ. Vậy là có khi nào ông Tám ở gần đây nè, ông điều khiển không ta? Ê, con khóc, con đói bụng quá ông Tám ơi, con khát nước quá à. Ê Bảo, giờ đi vòng vòng quanh đây coi có gì ăn được không? Ở đây là đâu á, mà không có một bóng người luôn, nhà cửa cũng có nữa. Vắng que à? Ừ, kiếm gì ăn cho đỡ đói rồi tính. Mà việc với ông Tám, hồi nãy hai người đã xem kỹ chuyện con cóc là cộng trời hay chưa? Thì đúng mà, ông nhìn nè, khô hạn thấy không? Với lại tụi mình sẽ trở thành nhân vật y chang trong chuyện luôn mà. Như là Bo, Bo là cóc nè, còn Bình, ông sẽ là con gấu. Bảo ông sẽ là con hổ, còn Chuối thì là con ong. Ông Tám thì sẽ là cua. Cua. Còn túi hả? Tôi sẽ là con cáo đẹp nhất. Đúng rồi, hồi nãy á đi ngang con sông khô quéo à, chẳng còn miếng nước nữa. Chắc là ông do ông sư rồi đó. Thôi hai đứa đi tìm cái gì ăn đi. Đi rồi trở lại liền nghe không? Dạ. Dạ. Hai đứa thôi. Ông Tám nhìn gì trên trời vậy? Thì ông đang tìm đường lên trời. Ông nhìn cái gì xuống đất vậy ông? Thì nhìn lên trời không được thì nhìn xuống đất. Ủa con muốn xuống địa ngục lắm hả? Hả? Con không chịu đâu. Ông thì nói cho vui thôi chứ khùng sao mà đi xuống địa ngục con? Ý ông đó là tìm quanh đây có vũng nước nào không? Ông tìm vũng nước có phải là muốn bắt liên lạc với quả cầu ở nhà không ông? Ừ, đúng rồi. Nhưng đâu có ai ở nhà đâu ông. Nhiều khi biết đâu có sao? Thôi nó về nè. Có không gì không con? Thôi thôi thôi, trời ơi. Nè mọi người ăn đi. Bây giờ mấy trái cây khô héo hết trơn, trời ơi sao ăn được? Đúng rồi, héo hết rồi. Trời ơi, trái cây gì vậy? Ông lấy mấy cái trái gì vậy Bình? Mấy cái trái này sao mà ông ăn được? Vét được như đây rồi cũng hay lắm á. Ở xung quanh đây á, toàn là đồng khô cỏ cháy mà. Làm gì có trái cây mà ăn? Ừ, tôi tưởng trái cây rừng ăn được chứ. Nè, ông ngon ông ăn đi. Rồi ở trên đầu con hổ có hai cái sừng nữa cho coi. Nơi này giống như tận cùng của thế giới vậy. Sao mà không đi ông Tám đứng đây hoài à? Chắc gì gặp cái sự cố gì đó, thành ra mình kẹt ở đây rồi đó mấy cháu. Ủa, kẹt là sao hả ông Tám? Thì kẹt giữa cổ tích và hiện thực. Vô cũng không được, mà ra cũng không xong. Hả? Bình tĩnh, để ông dẫn tụi con đi nha. Vừa đi vừa tìm đường lên trời con. Nha. Dạ. Rồi, chuẩn bị chưa? Đây. Sùm vậy, đừng có khóc nữa, bình tĩnh đi mấy cháu ơi. Còn ông đây nè, làm sao mà mấy cháu kẹt ở giữa được, đừng có khóc nữa. Để ông suy nghĩ, ông tính cho. Ờ, không có cách rồi. Cách gì ông Tám? Coi nè. Dừng ơi, mở cửa. Trời ơi. Ông nhầm rồi đó ông ơi. Đó là Alibaba mà. Ủa vậy hả, sao ông dừng nhắc? Lộn rồi, giờ ông tính cái kiểu khác. Ủa, sao ông Tám không đi ông Tám? Ông quên nó kìa, trời rồi, ông cũng không nhớ rồi, bó tay. Ông Tám ơi, con thấy có cái cầu vồng kìa. Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Cầu vồng kìa. Đúng rồi mấy cháu. Đúng rồi, ông quá ra đó. Phải không?
chiếc cầu vồng này sẽ đưa ông cháu mình đi lên trời. Mệt quá. Thôi mệt quá. Ai mà giờ này đánh trống kêu quen? Hay là lũ súc vật này chăng? Ê! Trời đất ơi! Dám kêu tôi bằng súc vật hả? Nói chung cái gì vật cũng được. Ông Tám hỏa hỏa chú Bi. Mình đang trong lớp thú mà. Ông Tám phải nhớ là mình lên đây vì mục đích gì nha. Nè, đánh trống lên đây vì cái gì? Biết Ngọc Hoàng đang ngủ trưa không? Dạ. Làm như vậy là sẽ bị tội chém đầu. Dạ. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Dạ là... Ông im đi. Ông là ai? Ông phải nói cho tao biết danh tính của ông. Đằng này ông lên ông làm gì? Đúng. Dạ, dạ, ông tôi là con cua già. À, ông là cua già hả? Dạ. Ở đây là có chuyện gì? Dạ, thưa thiên binh thiên tướng. Tôi là đại diện cho một cái số con cháu này nè. Đi lặn lội đường xa cực khổ lên đây để tìm Ngọc Hoàng để hỏi coi tại sao. Mà ở dưới trần gian đây, nắng khô hạn khổ sở vậy đó. Mấy ông thưa dùm với Ngọc Hoàng giùm tôi nha. Chà, chà. Người hãy nói ta biết, ngươi đã lên đây kéo bầy đàn bên đây là ngươi đã phạm tội. Còn bây giờ, giờ là Ngọc Hoàng đã nghỉ trưa mà ngươi còn dám giống trống kêu hoàng ở đây. Ngươi có biết ngươi phạm tội như vậy là bị trời đánh hay là không? Ngươi biết trời đánh hay không? Trời đánh hả? Ừ. Trời đánh thì ở dưới quê tôi thấy một hai lần rồi. Nhưng mà ở trên này đánh sao tôi không biết. Trời. Không biết sao phải không? À. Vậy nè. Tôi thử vô nghe. Ừ. Tôi là ông đó. Đây là Thiên Lôi nè. Dạ. Thiên Lôi. Trời sẽ sai Thiên Lôi đánh ông nè. Ừ. Đó. Mày dám phạm thượng hả? Phạm thượng. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi hả? Mày trời ơi. Trời ơi. Khủng khiếp quá. Thiên Lôi đánh cái mặt của ông Đồng Tiêu. Cái mặt này nè. Cái mặt hả? Mặt nó đây nè. Đâu? Đấy nè. Ủa làm sao mà là ông quay trở lại được? Ủa, ông yên tâm đi. Mọi chuyện phức tạp nhất trong cuộc sống này đều có cách xoay chuyển của nó hết. Còn bây giờ tôi sẽ làm phép để cho cái đầu nó quay ngược trở lại như ý ông mong muốn nè. À. Nhìn lại đi nè. Hai ba. Đơn giản thôi. À. Trời ơi, ở trên thiên đình là cái gì nó cũng xoay chuyển được rõ ràng giống như mình coi truyền hình nha. Chứ sao? Vậy cuối cùng ông thì lên đây vì mục đích gì? Dạ, tôi tìm ông Ngọc Hoàng để thưa với Ngọc Hoàng tại sao mà ông không giám sát giùm. Đây không phải là lúc. Ngọc Hoàng đã nghỉ ngơi. Vì vậy ông và bọn tùy tùng hãy biến đi và nhớ không được lãng vãng ở chốn thiên đình này. Đúng, nếu không trời sẽ sai Thiên Lôi đánh tất cả mọi người đó. Đi về đi. Nè 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 mấy con, mấy người đó nói vậy rồi tụi mình giờ tính sao mấy con? Lại gấu, tụi con á mấy bữa nay á không tìm được mật gì hết trơn á. Cọp tụi con chỉ còn da bọc xương thôi đó. Nước uống còn không có, lấy chi tắm rửa. Nè, hư hết bộ da cáo xinh đẹp rồi nè. Em nữa, em đi tìm hoa hút mật hết nổi rồi. Đói quá hồ hồ. Bây giờ ý của mấy cháu là mình phải tìm cho được Ngọc Hoàng mới chịu về phải không? Đúng không? Không. Không. Không có gì là không. Đừng yên nó đi. Bây giờ sao? Nè. Bọn thú này không phải là bọn thú tầm thường. Nó cực kỳ thông minh. Thông minh nói tiếng người được là biết là thông minh, là không phải bình thường. Mình cũng nên trình báo với Ngọc Hoàng đi. Ngọc Hoàng. Dạ. Chuyện gì? Dạ dạ. Có bọn quái vật đến đây náo loạn thiên cung á Ngọc Hoàng. Sắc láo à, quái vật nào đến đây? Dạ thưa bẩm Ngọc Hoàng, chúng không hẳn là quái vật, nhưng chúng rất là hung tợn. Vậy nhà ngươi làm thiên binh, thần tướng để làm gì?
ra đuổi nó đi. Dạ để đi. Thằng lấy binh khí. Dạ đúng rồi, đi. Đâu rồi? Thì ra tụi này là lũ chết nhát thôi. Đúng rồi, tụi nó chết nhát. Trốn hết rồi. Trốn hết rồi. Đâu, tụi bay đâu? Dám ra đây không? Ô kìa con cóc. Nó ngồi trong góc, là con cóc. Con cóc. Tội nghiệp quá, nó chết nhát mà nó còn hèn nữa. Để là thằng nít đây. Ha. Thằng nhóc này công nhận mày cũng anh hùng lắm. Một mình mày có một chút xíu mà ngồi đây còn đồng bọn của nhà Mỹ đâu. Nói cho tao nghe đi nha. Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Nó không trả lời mà nó gõ trống. Hôm nay nó bị câm. Mà câm mình phải không có gạt đầu lắc đầu chứ. Hay là nó không có thích mình hung hăng. Mình dụ ngọt đó đi. Dụ trước đi. Nè, bé ơi bé à. Trời bé vui ấm dễ thương quá à. Nè, khai đồng bọn ra đi nghe. Chú sẽ cho con siêu nhân à. Ăn đầu tiên nè. Mà đầu tiên nó đâu có biết gì đâu. Hay là con ăn kẹo chưa? Ăn kẹo. Thôi nè, chú nói con nghe nè. Giờ nói đi, nói cho biết đồng bọn đâu đi. Rồi mình sẽ cho con cho kẹo. Đó. Chú sẽ cho kẹo. Rồi không mình ăn sô-cô-la nữa ha. Hỏi nó cũng không chịu trả lời. Nó im hoài vậy, không lẽ nó cấm. Nè. Không chịu ngọt phải không? Bây giờ có khái đồng bọn đó không? Tao bóp cổ chết vậy. Khái không? Đừng đánh nữa. Hay là đây là dấu hiệu nó kêu đồng bọn nó chạy trốn hả? Đừng đánh nữa. Đồng bọn nó đâu? Vậy là đánh trống cái đồng bọn nó tới. Vậy đồng bọn nó tới rồi. Một con cua già nua và xấu xí cùng với một con cóc nhỏ xíu thì làm gì được ta? Mấy chú cho tôi hỏi thăm. Mấy chú lên nói chuyện với Ngọc Hoàng rồi. Ngài có đón tiếp tôi không? Ta nói rồi, Ngọc Hoàng đang nghỉ ngơi. Không có nói, không có đón tiếp gì cả. Đi về dưới Trần Giang đi. Khi nào á Ngọc Hoàng mà đi xuống dưới á thì gặp các ngươi, chứ không có rảnh mà tiếp các ngươi đâu. Đợi ông đi xuống dưới đâu có kịp. Ở dưới Trần Giang á dân tình khô hạn, hạn hán khổ sở dữ lắm rồi. Khô hạn? Đó là chuyện á, khó khăn khổ sở hạ dưới của các ngươi. Các ngươi không có quyền đi lên trên đây mà giống trống để làm phiền Ngọc Hoàng đã nghỉ ngơi. Và ta lặp lại một lần nữa, khi nào Ngọc Hoàng có di hành xuống hạ giới thì lúc đó ngươi mới có quyền bẩm báo về những nỗi khổ sở của nhà ngươi. Còn bây giờ thì đi về đi. Đúng, đi về đi, nếu không sẽ bị thiên lôi búa cho ngươi một búa là banh cái mai cua mi luôn. Tôi giờ Ngọc Hoàng chứ tôi chờ ông đó, không có được. Cái gì? Muốn chúng ta làm phép không? Thôi được rồi, chúng mình không nói nhiều nữa. Với một người cứng đầu như lão ta và thêm một người cứ im lặng mà rất dễ sợ nhỏ xíu kia thì chúng ta không thể để yên được. Chúng ta sẽ tận dụng phép thuật của mình thôi. Còn nếu không, nó sẽ cười vào mặt của ta như thế nào? Đúng, chúng ta phải làm phép thôi. Đúng. Nhìn đây. Bỏ em chấm được không? Bỏ, chạy được lắm. Đánh mạnh vô. Người nghe gì không? Để bắn trống kìa. Người ta. Để mắt tập trung à. Chúng mạnh lắm. Ông no, thì tới đi châu, tất cả trống mới ghê. Ông mặt trời thức dậy, nó nghe nè. Rồi ông nó chiếm vô mũi em nè. Làm gì hay? Ngọc Hoàng nhìn nè. Làm gì? Dạ ông chích. Ngạc nhiên chưa? Đâu?
bất ngờ nè. Trời ơi, làm gì để cho ông nó chích dữ gì? Thì đâu biết đâu, hai hạ thần á đang dựng công để gì? Mình trưởng, mình dẹp cái bọn ở dưới trần gian lên á. Đang dựng công, trưởng nó cái chị ông nâu, cái bài qua đốt quá trời luôn. À, thì nó thả ông rồi đốt các ngươi à? Dạ, dạ. Đốt quá trời ông luôn mà nó nghiêm lỗ mũi nó đốt không à? Thôi được rồi, ta đã có cách. Ông cách gì Ngọc Quang? Cách gì vậy Ngọc Quang? Còn ông là nó sẽ dưới cơ con gà. Vậy kêu con gà qua đi. Hai nhà ngươi đi trước đi. Nếu đi trước chứ vậy? Ra ngoài đưa cái mặt cho ông nó chích rồi ta kêu con gà ra mổ mấy con ông đó. Nó lỡ banh mặt hả thần không? Banh mặt nhà ngươi chứ đâu phải banh mặt ta. Đi. Con gà đâu? Biểu. Gà này nó sung quá. Thôi, được rồi. Đừng múa nó, ta chóng mặt lắm. Hả? Chưa sáng sao Ngọc Hoàng kêu thần ở đây làm gì? Nhà ngươi phụ thiên binh thần tướng ra bắt mấy con ông nó hết cho ta. Dạ, lạnh vậy. Vậy là họ đã thua mình rồi phải không ông? Chính xác. Vậy thì ông cháu của mình phải tìm đường lên trên Ngọc Hoàng đi. Ý mà thôi khỏi, nó chạy xuống nữa rồi kìa. Chưa có là bây giờ con cho con ông đốt cái mấy này chết luôn. Chúng ta thì sợ ông thiệt, nhưng mà có một lời sẽ chỉ được ông. Ông gì ta? Con gì hả? Đợi từ 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 đi. Đây này nè, bây giờ hai chú đốt tất cả các con nè. Các con biết là con ông sợ con gì nhất không? Bạn nào giơ tay lên. Ồ, lớp mình giỏi quá, ai cũng giơ tay lên hết. Vậy bây giờ các con hãy sẽ trả lời đồng thanh đi. Con ông sợ nhất con gì? 2, 3. Con gà. Con gà là câu trả lời cuối cùng, cũng là câu trả lời chính xác. Vì vậy, xin chào mời con gà. À, chúng ta đã có một con gà. Ba gà. Mệt không? Mệt. Ta kêu nhà ngươi xuống đây là để nhà ngươi hả dương hùng đầu lên để trả thù bọn kia. Ngươi cứ chạy vòng, người ta cười trước mặt chúng ta thì sao? Đúng. Mẫu con ông đó cho ta. Ừ. Có ta ở đây, ai mà dám cười chứ? Ừ. Đi qua mẫu ông cho ta. Khoan. Nè, bây giờ bên ông có con gà rồi ha. Mà bây giờ bên tôi cho con khác đấu lại con gà của ông. Đố mấy ông biết đó là con gì? Con gì hả? Con gì hả? Con gà sợ? Con biết. Thôi mình để mình trả lời chứ. Con biết là hay. Con gì? Con gà nó sợ nhất là con người. Không phải sao? Tại vì hả? Con gà mà bị con người bắt á là con người sẽ làm con gà thành gà rán. Lúc đó là con gà sẽ lên dĩa bị ăn. Sai rồi phải không thầy? Ừ sai. Con biết nè, con gà nó sợ nhất Con gì? Con gà là nó sợ nhất là con gà khác. Đúng rồi. Con gà khác là con gì? Dạ tại vì nó đá thua con gà khác cho nên nó sợ. Đúng rồi. À em biết nè. Sao? Con gì hả? Con gà nó sợ nhất chính là con cáo. Trời ơi con cáo. Chính xác. Dạ. Con gà này được 100 điểm. Trời, được 100 điểm luôn. Cao. Dạ. Quên nó. Ủa làm sao vậy? Ráng lên kìa. Con gà. Con gà thua rồi. Mày có bị gì không? Có bị gì không? Quýnh quá trời luôn. Không có bị gì. Rồi, nó nghe nè, giờ thua, giờ tôi mệt quá. Mấy người về dưới. Về dưới thì tôi dẫn gà về ha. Không có được. Thua là phải dẫn tụi tôi lên. Thôi đi, bây giờ đừng nghe nữa. Về dưỡng nước. Bệnh dữ quá giờ sao giờ. Được rồi, để tôi dắt đi vô gặp ông quen. Đi mấy cháu. Thành công rồi đúng không? Thành công rồi. Ta nói mà, con ông làm sao đánh lại con gà của ta được? Bởi vì cái kế của một bạn hay thiệt. Ê, nhớ nha,
cái kế này là của ta, không có được quyền giành đó nha. Ra con ông nó cặp con gà nó rung cầm cặp luôn à. Nhưng mà mình thua trận rồi. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì bên kia nó không có cử hơn con ông. Nó cử con khác. Con đố Ngọc Hoàng nè ha. Bây giờ trong truyền cổ tích của mình á, là con gì? Con ông nó sẽ sợ con gà. Vậy đố Ngọc Hoàng, con gà sẽ sợ con gì? Con gà sợ con nếu gì? Mình biết mình sẽ giơ tay lên. Giơ tay lên sao? Cho giơ tay lên đi, xin phép trả lời. Ừ đúng rồi đó, giỏi. Giơ cái đầu nhà ngươi á. Tại giơ tay lên với ngươi hả? Không phải, tại con dạy mầm non con quen con rồi. Gà thì nó sợ con cáo. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Đúng. Mà nó cử con gì vậy? Nó cử con cáo. Nó cử con cáo. Đúng rồi. Rồi con gà của mình đâu? Nói vậy nè. Nó về nó thành, nó nuốt dây thun rồi. Thôi đừng có nói vậy, để kêu gà vô đi. Cho biết cái thành quả, cái ý kiến của mình. Gà ơi. Trời ơi. Vậy mà Ngọc Hoàng cũng đoán được. Gà thằng sợ con cáo. Ta đâu có ngờ nó như vậy. Dạ giờ sao giờ Ngọc Hoàng? Bây giờ con cáo mà sợ con gì? Chùm nho. Vậy thì đem chùm nho ra. Dạ. Dạ con đi. Ở khỏi khỏi đem tới tới rồi. Tới hết rồi. Tới hết rồi. Sợ lắm mà còn đó nữa. Buông đâu Ngọc Hoàng. À, thôi. Có chuyện gì từ từ nói, có chuyện gì từ từ nói. Có gì đâu dữ vậy. Chuyện gì? Đứng lên đi. Đứng lên rồi nói. Dạ. Dạ thưa Ngọc Hoàng, sao mà ở dưới trần gian của Hạ Thần đó, lúc này nó hạn hán, khô cằn, khổ cực quá vậy? Tại sao lại hạn hán? Tại sao lại khô cằn? Tại sao cánh người không làm? Tại sao? Dạ, cái chuyện đó là cái chuyện của thần mưa, thần nắng, chứ đâu phải chuyện của các Hạ Thần ở đây đâu. Đúng rồi, đâu phải chuyện của Hạ Thần đâu. À, thì đó là chuyện của thần mưa, thần nắng. Ta hứa, ta sẽ phạt nặng thần mưa, thần nắng. Sẽ làm cho nhà ngươi không khô cằn, dạ, không hạn hán nữa. Dạ. Lấy thiên lý nhãn ra cho ta. Dạ. Chờ ta một chút. Dễ sợ lắm á. Dạ. Trời ơi, làm cái gì? Ruộng đất khô cằn. Wow, đúng là hạn hán. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Ta sẽ phạt nặng. Chuyện này ta sẽ phạt nặng. Thần mưa, thần nắng. Dạ. Cứ về dưới đi. Ta sẽ bảo thần mưa, thần nắng làm mưa, làm nắng cho nhà ngươi đàng hoàng. À, Học Hoàng, làm cái gì đó để cho tôi xuống dưới trần thế rồi mà có cái chuyện mà hạn hán, tôi nhắc Ngọc Hoàng cái cho được, cái để tôi leo lên đây. Đường xá cực khổ quá, mấy cháu nó cũng mệt quá trời quá đất luôn. À, có cái gì cho ta dễ nhớ. Dạ. Thì ta... ta... À, có con cóc này rồi. Nếu muốn ta mưa thì hãy nghiến răng đi. Ta sẽ làm mưa. Đó. Nghiến răng đi. Ba giờ ngươi khùng hả? Ta kêu con cóc nghiến răng kia, ngày ngươi nghiến làm gì? Tao qua thôi không nói. Mà bẩm Ngọc Hoàng, tại sao các loài vật khác không làm dấu hiệu để cho Ngọc Hoàng cho mưa mà phải là con cóc nghiến răng thì mới được? Đúng rồi đó Ngọc Hoàng. Hay là... Con cóc là cậu ông trời. Các người chỉ biết nhiêu đó rồi được rồi. Bà con. Thôi được rồi. Nghiến răng đi. Rồi sẽ thấy mưa liền. Nói chung là bà con nghiến răng là mình phải giúp đỡ. Mưa rồi, tôi không tin, tôi xem thử coi. Ở dưới thấy chưa? Tin ta chưa? Dạ, tin rồi. Thì cứ về dưới đi. Hay khi nào cần mưa là cứ kêu con cóc nó nghiến răng. Dạ. Trên này ta thấy mưa. Quá rồi cậu ông trời hả? Dạ thưa cậu. Bây giờ về được chưa? Xong rồi đó. Dạ. Về. Đúng rồi, về. Về nó xong rồi. Về. Bye bye. Về nha. Bao nhiêu tôi nhắc Ngọc Hoàng nha. Dạ. Về. Không có đi nữa, cao quá. Về. Rồi, về. Thôi.
Ta đi nữa đây túc cái gì nữa. Dạ, ở dưới mưa vậy xinh liền. Tiên trái tiếng. Mát lòng mất gì hả? Đó, thì đúng là đó. Ngọc Hoàng Anh Minh. À, Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng Anh Minh. Trời đất ơi. Ủa, cái mai cô tôi đâu ta? Ủa, mấy giờ này? Hết rồi. Ê, mấy trang ơi. Về, đi về, lẻ lên. Ủa, Bo sao vậy? Có chuyện gì vậy Bo? Chuyện gì, chẳng sao gì. Nó là con cóc. Nó nghiến răng. Nó tẹo cái quai hàm nó, cái hàm răng nó trúng cái sơn. Trời, con răng ra đây rồi. Đó, tụi con về đi con. Về, mau đi. Dạ, con mau về. Cái giờ này cũng không thấy đến mấy đứa nhỏ nó qua kìa. Chắc là ông ngoại nó cột chân nó rồi. Miếng trầu kỳ diệu. Bà con ơi, cây có cội, nước có nguồn, con người có tổ tông. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày rằm. Mời bà con mua vàng nè, bạc nè, tiền nè, nhang nè, cúng gửi xuống cho cha mẹ ông bà tổ tiên, cầu được cho gia đình là hạnh phúc, vợ đẹp, con ngoan, nhà cao cửa rộng. Bà con ơi, mãi vô. Trời quá đẹp mà, đẹp cái gì vậy đó nè. Nước sôi, dầu sôi, tránh đường cho chủ ta đi, tránh ra. Rồi, thằng công tử mặt trắng nó tới rồi. Mỗi lần mà ông nội này xuất hiện là mệt với ông à. Chào tiên sinh. Dạ, xin chào công tử. Vậy thì đúng thời gian hẹn 2 tuần trước. Dạ. Và bây giờ ta quay lại đây, tranh của ta đâu? Dạ thưa công tử, tranh của công tử đã hoàn tất rồi ạ. Ồ, hoàn tất rồi sao? Dạ đúng vậy. Nếu mà ngươi nói như vậy, chẳng lẽ cái sắc đẹp của ta để cho ngươi vẽ lại nó dễ đến mức vậy sao? Dạ thưa không, 2 tuần trăng không phải là khoảng thời gian ngắn đâu ạ. Ờ, vậy hả? Dạ. Tại ta thấy rằng ta quá đẹp đi, hiểu không? Với dạ. Sắc đẹp của ta, mọi thứ nó đi bên cạnh ta đều phải lu mờ hết. Dạ. Cho nên cái bút pháp của người liệu có vẻ ta đẹp như ý ta mong muốn hay là không? Công tử nhìn tranh đi, rồi sẽ biết là... sẽ không bất ngờ đâu, bởi vì ta biết tranh này vẽ ta rất là đẹp, ta như là một thánh nhân không bằng vậy đó. Dạ, đúng vậy. Dạ. Đây, tranh công tử đây. Người! Mày nghĩ sao cái sắc đẹp của tao vậy mày vẽ cái kiểu này vậy mày hả? Dạ không, đây là bản chất ạ. Bản chất à? Bản chất tao quá thánh thiện cơ mà. Tao đâu có hung dữ với ai đâu. Tại sao mày đối xử với tao vậy? À, hay là mày thầm thương trộm nhớ con nhỏ này, cho nên khi mày nhìn vào cái sắc đẹp của ta, sự lương từ độ lượng của ta thì mày vẽ ra nó. Không có, đâu có giống. Giống không? Dạ không, giống y chang công tử á, em đẹp hơn. Lành quá, về bán qua. Dạ. Ta không có nhiều thời gian để giỡn nhà ngươi. Dạ sao ạ? Ta nên nhớ, ta không biết bản chất ta như thế nào, nhưng ta đã đặt hàng nhà ngươi, ngươi phải vẽ ta là một người vĩ đại. Đúng không? Và thật đẹp. Còn bức tranh này không phải là của ta. Ngươi lộn rồi, đưa ta bức tranh khác đi. Dạ thưa công tử. Tôi cảm nhận về công tử như thế nào thì tôi vẽ như thế ấy ạ. Bây giờ công tử kêu tôi vẽ đẹp hơn thì cái đó hơi khó ạ. Khó à? Cảm nhận đó là cảm nhận riêng của cá nhân nhà ngươi thôi. Nhà ngươi nói sao? Nhà ngươi nói có chuyện khó khăn đối với ta à? Đúng. Cuộc đời này rất là nhiều cái thứ khó khăn.
nhưng có cái thứ khác, chúng ta phải gật đầu đồng ý với nó. Dễ được không? Tiếp nha. Ta phải như là một danh nhân, một người đầy lòng độ lượng. Ta yêu thương mọi người hơn chính bản thân của ta. Được chưa? Trong cuộc đời này, những cái thứ không mua được bằng tiền thì ta có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Và ngươi nhớ, trong vòng một tuần trăng, nếu như nhà ngươi không vẽ được cái bức tranh mà giống như ta, hoặc tệ lắm, thì như cô gái trong bức tranh kia, thì nơi đây sẽ không có bao giờ ngươi xuất hiện sinh sống nữa. À, công tử. Dạ chào công tử. Trời đất ơi, sao mà ngu quá vậy? Ăn nói gì không có biết mở cái miệng ra nói chuyện cho đẹp lòng người ta vậy hết trơn á. May là nhờ tôi hôn lanh á, tôi nịnh hót á, nó mới bỏ đi, không thôi nó phá banh cái quán rồi. Cái ngữ như ông á hả, ông tu thêm 7 kiếp nữa đi rồi mới mong nha lấy được tôi làm vợ. Biết chưa? Lo. Mọi người hãy tránh ra. Hôm nay nè, em nghe bà con cho quan không sai thì nhậm chức. Lo. Mà ông đi ngang qua cái khu chợ mình nè, nghỉ bán, coi mặt ông, coi thử cái ông tròn béo mà ốm ra sao. Lo. Mọi người hãy tránh ra, tránh đường cho quan khâm sai đi nhậm chức. Lo. Thôi, ngừng lại giùm con đi mấy cha. Thuê mấy ông á, khiên tôi đi mà cà nhúc cà nhích, chóng mặt gần chết. Trời ơi, trời, vắng dữ. Gì mà màu sắc nhiều như vậy? Cỏ kiết giấy bút rồi tùm lum ha. Dạ. Hả? Dạ thưa quan. Hả? Tèo đệ. Đúng rồi. Mày hả Tèo? Nhớ tao không? Cô Hòn nữa. Trời đất ơi, Tèo ơi. Hồi ôi, trời ơi, lâu ngày gặp mày, mày vẫn ngu như xưa. Trời đất ơi, Tèo ơi, trời ơi, gặp mày đông mừng quá. Tao nhớ hồi xưa mỗi lần mà mày học bài á, mày không thuộc bài, mày bị thầy bắt phạt á, rồi ngồi ở trong cái chuồng mà giống như cái chuồng chó. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp gỡ ở đây. Gặp gỡ làm sao? Chúng ta biết ngày xưa Tèo đệ học ngu lắm. Gì? Không. Hả? Ngày xưa học hành sao? Chúng ta đều biết sức học của Tèo đệ mà. Vì cớ làm sao mà ngày hôm nay Tèo đệ có thể làm quan được vậy? Khó tin quá. Ông hành tới nơi tới chốn, ăn học giỏi giang thì làm quan đúng không? Bình thường. Tao để lửa Tèo, mày ngu như heo mà giờ này mày làm quan được. Công nhận mày quá siêu luôn á. Có gì giúp đỡ bạn bè đó cho. Đợi gì? Để xin ra. Ông xin ra đây. Đi qua. Làm sao à? Hai đứa bay nhìn kỹ cái mặt của tao coi. Có phải nhận lầm thằng nào con nào khác không? Cái mặt này mà đi làm học trò học chung với hai người hả? Hả? Có không? Có không? Mặt ngu này không thể nào lầm được. Đúng không? Đúng không bé đệ? Anh xin. Nhớ kỹ lại coi. Chắc em nghĩ mình lầm quá. Chắc mình lầm hả? Chắc không phải quá. Quá đáng. Nghĩ sao? Mà làm. Đây. Tèo đệ. Đây. Chính xác là Tèo đệ rồi. Không thể làm ai được. Nhớ ngày xưa không? Mỗi lần thầy chửi Tèo đệ là ngu như bò, là Tèo đệ ngoái mũi như vậy nè. Đúng rồi, bé đệ ơi. Không thể làm được. Đúng rồi Tèo ơi. Cái nét này nó in đậm vô tâm trí của tao. Mày không thể nào là thằng Tèo. Bây giờ tụi bay im lặng cái coi. Bây giờ tao là thằng Tèo đệ rồi sao? Đó, thấy chưa? Tao ngoái mũi rồi sao? Thì đó, Tèo mà đệ. Mà bây giờ tao là ai? Bước ngoài. Còn con nhỏ xích ra. Thằng này vừa xuống. Tao nói cho hai đứa bay biết. Bây giờ tao là quan lớn rồi. Hiểu không? Dạ. Tụi bay dân đen à, gặp mặt quan lớn là niềm vinh hạnh. Thấy mặt quan lớn bước qua đây kinh lý qua chỗ này phải quỳ xuống. Đúng không? Quỳ xuống. Quỳ đi. Mày dẫn chơi ngoài. Mày có muốn lính lát của tao chém đầu mày không? Dạ thôi. Muốn đầu lìa khỏi cổ không? Dạ thôi. Dạ. Quỳ. Xin quan Tèo bỏ qua. Quan Tèo gì? Quỳ xuống. Dạ. Quỳ đi. Quỳ xuống mày. Quan lớn hay quan lớn? Sao? Em à, em
em là vợ sắp cưới của bạn thân của Hoàng lớn. Nói sao? Vậy tức là si ra em á coi như là vợ của Quan lớn. Trời ơi, ơi bà ơi, bà ơi, bà nói xong tôi muốn nổi da gà luôn nè bà nội. Được mà, em đẹp mà. Bà đẹp quá. Nhìn nhớ. Trời ơi, quỷ sót. Thứ dân đen vậy đâu. Những người bừa bãi mà mặc dù tao có là bạn tụi bay thiệt, bây giờ tao làm quan tao khác rồi. Hiểu không? Dạ. Ăn nói cho đàng hoàng. Dạ. Đừng có hàm hồ quá đáng. Dạ, xin hiểu quan, không? Dạ, xin quan tèo tha lỗi. Mà tao nói tụi bay nghe nó là như vậy. Dạ. Sao 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 tèo? Mày giờ muốn nói xấu người ta hay là muốn chê trách gì người ta cũng phải để người ta đi mất tiêu đi, hiểu không? Đi khuất mặt khuất mày đi rồi nói xấu sau lưng người ta, đúng không? Đúng rồi, tao biết nãy giờ là mày vẫn chơi, bây giờ mày giải ra đúng không? Nói cái gì mày đâu muốn... mà nói trước mặt người ta, lỡ khi người ta bực bội rồi sao? Đúng, đúng rồi. Không? Tao xin lỗi mày, mốt tao có chửi mày rồi chửi sau lưng ha. Ủa ai tao vậy trời? Bạn bè vui quá. Bà nội mày nói vậy? Ta là quan lớn. Dạ. Các ngươi gặp ta phải đàng hoàng. Hiểu chưa? Dạ, dạ thưa quan tèo. Dạ. Quan tèo cái gì? Hả? À? Quan tèo cái gì? Quan lớn. Dạ, quan lớn tèo. Cái gì quan lớn tèo? Nói rõ lại cho nó rõ ràng coi. Ba đứa người nói lại rõ ràng. Dạ. Hai, ba. Quan lớn. Ờ. Đừng để tôi gặp mặt nha. Dạ. Thứ gì? Bực bội. Nè nè tụi nó nha. Rồi. Ngu hả mày? Ngu mà được làm quan. Thằng khốn nạn. Cái thằng khốn nạn nha. Cái đứa đồ vong ơn bội nghĩa. Hồi xưa mày học ngu con heo. Mày không biết cái gì. Mày nhờ anh Hồ Sinh tập làm mày tập làm cho mày. Bây giờ ha, mày gặp tụi tao lại, mày bắt tụi tao quỳ xuống nha. Cái mối hận này tao sẽ không bao giờ quên đâu, thằng khốn nạn nha. Trời chu đất diệt mày cho coi. Trời ơi, mày trông ơn mọi nghĩa. Tao hận mày. Đừng trách móc người ta nữa. Mỗi người có một cái số. Tại sao anh không chịu đi thi làm quan để ra mà nở mặt nở mày với bà con lối xóm, làm rạng danh dòng tộc của mình? Nhưng làm sao có thể cải số được chứ hả bé đệ? Anh ơi, có rồi. Em có nghe đồn rằng có một ông đạo sĩ ở trên núi. Ông giỏi lắm. Ông có thể thay đổi được vận mệnh của mình. Em sẽ chỉ anh lên gặp ông đạo sĩ đó. Anh xin ông một cái gì đó để mà ông có thể thay đổi vận mệnh của anh. Anh phải làm quan. Anh làm quan, anh lên anh giúp nước, anh giúp đời, giúp em luôn. Đó, còn anh chặt cái thằng quan tèo ngu như heo đó, để cái thứ mà sâu dân một nước như vậy không có được. Anh phải làm quan. Quan tốt cho em nghe anh. Thôi đi, ngu như vậy á mà làm quan cái gì? Cái này em hẳn đâu chị, anh không có ngu, anh phải làm quan cho em. Tôi nói ngu mà không được. Ừ, anh phải làm quan. Anh phải làm quan cho em. Mẹ phải làm quan. Trời ơi, thôi. Lần đầu tiên em mới thấy anh giận dữ như vậy. Dạ nè, em có lỡ lời có gì anh tha thứ cho em. Thôi kệ, khó bỏ, đừng làm quan. Không, ta sẽ đi. Hay quá, mình đã thành đạo sĩ rồi. Bây giờ chỉ chờ cái tên Tú Tài Hồ Sinh tới nạp mạng nó thôi. Ý, chỗ này xa xôi hẻo lánh quá, không biết hắn tìm ra không ta. Chứ không khéo đó, bắt mình chờ ở đây một sương luôn sao. Thôi, chuyện đâu còn có đó. Giờ kiểm tra đồ nghề là cứ lợi cái đã. Dạ, con xin kính chào đạo sĩ. Xin đạo sĩ hãy mở rộng lòng từ bi để giúp đỡ cho con. Con là ai? Dạ, con là Hồ Sinh, một tú tài lỡ giận. Nghe thiên hạ đồn rằng ngài có thể cải được mạng số của con người, cho nên con quyết tâm đến đây. Xin người hãy ban cho con một cơ hội được làm quan để có thể thi thố được với đời. Con quyết tâm cầu xin điều đó thật sao? Dạ đúng như vậy. Mà con đã suy nghĩ kỹ chưa? Con đã suy nghĩ rất kỹ rồi thưa ngài. Con đã dùi mài kinh sử bấy lâu nay, chỉ mong mang tài sức của mình ra giúp nước giúp đời. Xin tiên sinh hãy giúp cho con ạ. Chốn quan trường vinh hoa nhưng mà cũng đầy nguy hiểm cạm bẫy đó nha. Danh lợi là phù phiếm,
con biết không? Dạ con biết. Nhưng con tin chắc rằng con sẽ vượt qua được ạ. Con sẽ là vị quan tốt, yêu nước thương dân chứ. Con sẽ mang tài mọn của mình ra giúp nước giúp đời ạ. Được rồi, ta sẽ thay đổi vận hạn của ngươi. Đây là lá bùa, con hãy cầm lấy. Dạ. Đó là vận mạng của con ở nhà. Còn đây là miếng trầu, con hãy nhai, nghe chưa? Con không biết ăn trầu. Ăn đi. Dạ. Nhai đi con. Ngủ đi, ngủ đi con, thấy chưa? Ngủ đi. Đây nè, ngủ đi con. Mày mà không ngủ thì cái chuyện không có thành chuyện đâu. Mơ đi con. Con hãy mơ một giấc mơ huy hoàng, hoành tráng nghe chưa? Tại sao trên người ta lại có quần là áo lụa như thế này? Ta đang ở đâu vậy? Nô tỳ xin kính chào quan lớn. Chào ta hả? Thế gì vậy? Làm gì vậy? Ở đâu ra vậy? Đừng có đấm quá. Quan có thấy thoải mái không ạ? Quan có mát không ạ? Mát, thoải mái nhưng mà mũi chính thiên. Ủa đâu vô đây? Ở đâu vô là sao? Sao chàng lại hỏi một câu ngây ngô như vậy? Đi đâu là đi đâu, đây là nhà của chúng ta thì thiếp phải ở đây với chàng chứ. Thiếp chàng nhà của chúng ta. Ủa là sao? Mình đã nên nghĩa vợ chồng, chàng không nhớ hay sao? Vợ chồng dân. Thiệt hả? Thôi đừng xạo, đám cưới nào đâu mà là vợ chồng. Vô tình. Chàng quên rồi sao? Đám cưới của chúng ta linh đình như thế này cơ mà. Chàng đã làm cả một ề thức ăn, mời ba làng ăn không hết còn gì. Thật vậy sao? Chúng ta đã trở thành vợ chồng rồi sao? Đúng vậy. Ôi, chàng muội của ta. Phu quân. Ôi ta hạnh phúc quá. Thiếp cũng vậy. Ủa mà chàng mùi ơi, cái này nhà của ai sao bự tổ bố vậy? Ô kìa, đây là tư dinh của chàng. Tư dinh của ta? Phải. Sao ta có được tư dinh tổ bố vậy? Chàng ơi, chàng bây giờ đã là một vị quan to tổ bố. Quan to tổ bố rồi hả? Đúng vậy. Trời sướng quá vậy. Ôi. Hai nhỏ là ai? Hai con nhỏ đó là hai tỳ thiếp trong số 998 tỳ thiếp mà thần thiếp đã tuyển lựa cho chàng. Tuyển lựa cho ta mà nhiều dữ vậy hả? Phục vụ ta hả? Đúng rồi, lớp lau nhà, lớp quét sân, lớp rửa chén, lớp mà mỗi lần chàng giận lên chàng chửi, chàng hả giận. Ôi hay quá. Một vị quan lớn giàu có thì có rất nhiều người phục vụ cho mình vậy. Đúng hay vậy. Chàng ơi, chàng có đói bụng không? Chàng muốn ăn món gì? Chàng nói thần thiếp để thần thiếp kêu người ta nấu. Ủa, bây giờ là kêu là có người nấu liền vậy hả? Đúng vậy. Ôi hay quá, ta đói bụng lắm rồi. Bây giờ vô trong á, nàng kêu người ta nấu cho ta cá lóc, nấu canh chua với lại cá rau kho tộ đi. Kìa chàng, sao lại ăn những cái món bần hàn rẻ mạt thế kia? Đừng nói bậy
mấy món đó ngày xưa ta thèm lắm mà không có tiền ăn được á. Đúng rồi, ngày xưa chàng nghèo quá mà chàng ăn mấy món đó là đúng rồi. Nhưng mà bây giờ chàng đã là quan, chàng đã bự rồi, chàng phải ăn những món bự. Chàng phải ăn bào ngư, dê cá, tổ yến xào, tôm hùm thì mới xứng với chàng. Thật vậy sao? Dạ. Hay quá. Nào, bây giờ chàng thích ăn gì nào? Gà, cá, nem cung, chả phụng. Thôi, ăn rau muống luộc chấm nước mắm đi cho nó nhanh. Bẩm chàng, thần thiếp xin cáo lui. Làm vô đi. Cười gì, vô đi, vô đi. Chừng nào mệt mỏi kêu ra nắm bóp nhanh lắm, vô vô. Ôi trời ơi, ta đang mơ chăng? Không không, không không mơ, mơ đau có nghĩa là không mơ. Như vậy bây giờ ta đã là quan lớn rồi, ước mơ của ta đã trở thành hiện thực rồi, hay quá. Ôi trời ơi, không thể tưởng được ta đã có một dinh cơ rộng lớn như thế này. Trời ơi, hay quá, hay quá. Ô ca, ô ca, ô ca. Ô bé đệ, đệ đây. Ủa, trong nhà chúng ta hả? Không có đâu. Ủa chứ sao vô đây? Em ở riêng, em ở riêng. Ủa dạ? Dạ. Mời bé đệ. Dạ, 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 cảm ơn Hồ ca. Dạ, bé đệ, có chuyện gì mà đến đây hối hả như vậy? Dạ, bé đệ qua trước tiên là thăm sức khỏe của Hồ ca. Ừ, tốt. Sao khỏe? Dạ, sau đó thì em muốn nhờ Hồ ca viên. Đệ cứ nói. Sao? Hồ ca nhớ cái thằng mà công tử mặt trắng không? Trời, thằng quỷ nhiều người ghét lắm. Sao? Trời ơi, nó ăn hiếp bé đệ. Nó kiện em lên quan lớn. Nó thương em tới nơi tới chốn luôn. À, cho nên hôm nay em qua đây em nhờ Hồ ca thương em, giúp đỡ giùm em. Nó dám ăn hiếp bé đệ hả? Dạ. Chịu thôi chứ ta đâu giúp được gì. Hồ ca giúp được. Sao giúp được? Được. Hồ ca bây giờ là quan, quan to tổ bố luôn, quyền cao chức trọng. Quên. Đúng. Ta là quan lớn, quyền cao chức trọng, rất nhiều người kính nể ta. Dạ. Thôi được rồi, ta sẽ giúp cho bé đệ. Cảm ơn Hồ ca, cảm ơn Hồ ca nhiều, cảm ơn Hồ ca, cảm ơn Hồ ca. Dạ, kính mong quan soi xét giùm cho nỗi quan tình của ngài. Ngày hôm nay ta thăng đường là để xét xử vụ án của Lê Thiếu Gia và Trần Đệ đây, người mà ta thường gọi với tên thân mật là bé đệ. Thiếu gia là người kiện tụng, xin mời nói trước. Dạ, đứng lên. Vô vấn đề chính. Dạ, vấn đề chính. Dạ, cho hạ thần đứng trên xác trên đây để có thể quan sát bà con. Rồi. Trong suốt quá trình 3 năm trời tôi nhịn ăn nhịn mặc để làm đúng nghĩa vụ của một người con, ừ, lo cho ngôi mộ, thì tôi mới sợ phát hiện ra rằng đó, cái người mà nằm trong ngôi mộ đó không phải là ông cố nội của tôi, mà nó là ông cố nội của cái thằng này nè. Tôi quyết định tôi kiện quan. Quan phải làm sao cho ông đó ta trả hết lại những chi phí trong suốt 3 năm của tôi nhang đèn. Thế này. Dạ. Ta đang nghe được vấn đề người nói. Dạ. Và ta cũng đã hiểu. Bây giờ tới người nói đi. Dạ. Dạ bẩm Hồ ca, chuyện là như vậy. Thần không biết cái mối quan hệ của ông cố nội thần với ông cố nội của ông này nè là ra sao. Thần cũng không biết nữa. Tại vì sao? Tại vì ông cố nội thần mất khi thần chưa được sinh ra. Sau đó thần mới được báo mộng là cái ngôi mộ mà ông này nè đang thờ đó là mộ của ông cố nội thần. Cho nên hôm nay thần chỉ xin chuộc lại ngôi mộ của ông cố nội thần để thần về thần thờ, chứng tỏ cái lòng thành của mình đối với tổ tiên. Dạ, thần trình bày như vậy. Rồi, ta đã hiểu. Bây giờ xét về tình, về lý, về tất cả những chuyện mà đối nhân xử thế trên đời này. Dạ. Ta tuyên xử này thắng, này thua, hết. Hồ ca anh Minh, Hồ ca số 1, em tôn thờ Hồ ca, Hồ ca số 1 luôn. Ông xử vậy là gian cá, ông xử vậy là tham nhũng. Ông lấy cái lý do là ông vào đó là bạn bè từ thời khối đất ấu ôm. Bây giờ ông xử vậy là ông binh cậu ta. Cái chuyện này mà giờ không làm rõ tôi sẽ kiện đến tới hoàng thượng, lúc đó là mấy người ngu ngốc mấy người biết. Bà con ơi, bà con nghe tôi nói có phải không? Trời ơi. Bây giờ mời quý vị nghỉ giải lao 10 phút, sẽ xem tiếp phần 2. Vậy nghe, ta mệt quá. Ôi xa.
mời quý vị xem tiếp phần 2. Bây giờ thế này, sau khi nghỉ giải lao mấy phút thì cuối cùng ta cũng hiểu được vấn đề. Ta tuyên xử quỷ nhà thắng, mày thua. Hồ ca có nói lầm không? Hồ ca tự nhiên em thua Hồ ca, trời vẫn chơi Hồ ca. Em thật sự em không biết gì mà hả? Em đâu có biết đâu chứ. Nên nghĩ sao em không biết? Em đâu biết đâu, thật sự em không biết. Bỏ tay ra. Nếu ngươi còn chạm tay ngươi vào ông ta, ta sẽ chém đầu ngươi. Trời ơi, Hồ ca làm ơn làm phước coi lại cho em. Nghe không? Thật sự em không biết thì lính lính nào đưa tên này đi về. Trời ơi, Hồ ca ơi, tiền đâu em đền Hồ ca coi giùm em. Về chưa mày? Đâu quá trời. Về. Ơi chị kỳ quá, Hồ ca chơi sự em không? Dừng tay lại. Nào mày áo đỏ lè vậy? Mặt quen lắm à. Nào mày. Ta Quan Khâm Sai đại thần Tèo Đệ đây. Ồ, Tèo Đệ. Mời 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 Tèo Đệ ngồi. Mời mời Tèo Đệ. Chẳng hay Tèo Đệ có chuyện chi mà đến tận nơi đây à? Đến tận nơi đây à? Ta thấy cái vụ án này có nhiều quẩn khúc ở đây, ta muốn lật lại để xử lý cho được minh bạch. Tất cả là trong đó. Tèo Đệ cứ mở ra dòm đi. Dạ. Thế dạ. Để ta coi coi. Dạ. Đó là những tình tiết chính của vụ án ta Tèo Đệ. Đây chỉ là những lời mà ngươi ghi vào trong đây thôi. Đúng vậy. Ta muốn tường tận nhân chứng nói lại cho ta nghe rõ cái chuyện này nó như thế nào, để ta xử lý nó được minh bạch đó mà. Dạ em xin phép cho em được câu trước hợp ông quan. Hey, người nào nói cũng được, mau nói cho ta rõ, nói cho ta nghe cái coi. Nói là như thế này ạ. Rồi, thôi, đau tim quá. Tèo Đệ thấy chưa, bên đây diễn tả, bên đây lòng tiếng để Tèo Đệ hiểu. Chính vì như vậy mà ngươi đã xử cái phần thắng cho tên này chiến thắng. Đúng vậy. Tên này thua hay sao? Đúng. Ngươi xử lý như vậy là không đúng. Là sao hả Tèo Đệ? Ngươi đã lợi dụng chức quyền ăn hối lộ, mà nhất là ngươi đã sử dụng cái này, cho nên ngươi đã lật lại cái vụ án, đúng không? Hồ ca, trời ơi, Hồ ca nhận hối lộ ha. Cái gì vậy? Nhận hối lộ. Sao huynh lại dùng từ nặng lời vậy? Làm gì gọi là hối lộ? Thật ra cái này á là tiền trà nước thôi. Người ta xử thì người ta cũng phải uống nước chứ, đúng không? Thì hồi nãy á, cái lúc mà giải lao đó coi phần 2 á, thì tôi gặp ổng, tôi mới nói là anh ơi thôi cầm cái này giùm em đi, rồi có gì uống nước giùm, hiểu không? Chứ thật ra là mình đâu có hối lộ gì đâu, đúng không? Thôi, không nói nhiều nữa. Mọi chuyện đã phơi bày trước mắt rồi, dân chúng đây ai cũng nghe được mọi chuyện đó rồi. Ta xin kết luận vụ án như sao? Vì quá nhiều uẩn khúc nơi đây nên ta sẽ lật lại vụ án để xử trí được minh bạch. Còn riêng Hồ Sinh, bắt giam hắn, lột áo mão cân đai, để ta sẽ xử trí sao? Tội nhẹ, ta sẽ chặt đầu. Tội nặng, ta chặt luôn. Lính đâu? Giải hắn đi cho ta. Quang ơi, Tèo Đệ ơi, tha mạng cho ta. Ta chỉ mong giữ được mạng của mình thôi. Ta sẽ trèo ân từ quan. Tèo Đệ ơi, Tèo Đệ tha tội cho ta. Tèo Đệ ơi, tôi sẽ về quê. Tôi sẽ từ quan và tha mạng cho tôi. Trời, sao vậy con? Sao vậy? Nằm trên ma hoành tráng mà sao khi mình nói ghê gớm vậy? Dạ đạo sĩ, dạ con không muốn làm quan đâu. Con không muốn làm quan đâu. Ta đã nói với người suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ kỹ rồi mà bây giờ đã vậy nữa. Chứ con muốn làm sao? Dạ bây giờ giúp con. Con không muốn làm quan đâu ạ. Con chỉ muốn làm một tên tú tài thất cơ lão dần cũng được. Hằng ngày ngồi ở chợ viết chữ để kiếm cơm sống qua ngày cũng được ạ. Con không muốn làm quan đâu ạ. Con muốn vậy phải không? Dạ. Dễ. Con sẽ trả cái miếng trầu lời cho ông. Dạ. Rồi đây. Rồi con phải trở lại cái cảnh cũ. À chưa? Đưa đây. Dạ, con xin gửi lại ông. Dạ, con sẽ tạ ơn ngài. Dạ, con chào ngài.
Ngồi đây nha. Cô chủ quán xinh đẹp. Lâu lắm rồi á, ngồi đây nha. Thật ra thì mấy nay cũng bận rộn lắm. Qua mới đánh hàng ở xứ Quản về, cho nên bây giờ ráng cố gắng sắp xếp thời gian, tranh thủ qua gặp em nè. Vậy thì hôm nay á, Bùi Khanh của em á phải uống cho thiệt say để bù lại những ngày cực khổ xuôi nam, chịu không nè? Hẳn nhiên rồi. Ta đến đây á là vì cô em xinh đẹp, cho nên ngày hôm nay ta phải say vì cái đẹp đó mới được. Ơ, Phạm Gia. Đi chung với ai đó? Một mình, cho gia nhân ngồi ăn bên kia rồi. Một mình hả? Nếu mà đi một mình á thì tôi mạn phép mời Phạm Gia đây ngồi đây uống chung rượu với tôi. Uống có một mình nè. Mời. Có mỹ nhân kế bên còn buồn cái gì nữa. Nè mỹ nhân, em vào trong cho ta vài món nhắm ngon nhất của quán này để ta có thể tiếp đãi ông anh đại gia của tôi. Dạ, hai đại gia cứ tự nhiên. Mà nè, đại gia buôn trầm hương nổi tiếng nhất xứ Nghệ đó. Dạ, em xin chào đại gia. Cũng gần nửa năm rồi tôi mới được ngồi chung với Bùi đại gia, nhà buôn gấm vóc lớn nhất xứ Thần Nghệ. Vừa rồi á, tôi mới vừa làm một chuyến vô xứ Quản. Tôi hỏi thiệt Phạm huynh nha, gia đình lúc này như thế nào rồi? Cảm ơn Bùi huynh, bà Ngọc Trâm và cháu nhà tôi vẫn khỏe. Còn gia đình của anh thì sao? Còn bà nhà tôi hả? Trời ơi, vẫn bệnh hà rầm như ngày trước. Mà quan trọng nữa nè, cái dạo này hay ghen, mà ghen như là hoạn thư vậy đó huynh. Anh bay bướm như vậy, chị Ngà không ghen mới là lạ. Đàn ông mà, mình đi buôn bán cực khổ để kiếm tiền, rài đây mai đó, thì dại gì trong những lúc khổ cực đó mà có bông hoa này nọ mình không chịu ngửi hả huynh? Quỳnh thấy không, con gái nhà ai mà đẹp như tiên giáng trần vậy đó. Nếu như Bùi Khanh này có thể đặt cược hết tất cả tài sản để có một người vợ như vậy thì Bùi Khanh cũng cam lòng nữa đó Quỳnh. Bùi Quỳnh thật là khéo ăn khéo nói, lựa lời làm vừa lòng nữ giới. Trời cho Bùi Khanh này dung mạo cũng không đến nỗi nào, lại được thêm cái tài ăn nói nữa. Nghĩ làm sao mà mình không sử dụng nó? Không sử dụng nó là phí của trời, Quỳnh ơi. Quỳnh nè, Quỳnh nhìn đằng sau cô chủ quán đi. Cái chủ quán này nè, nhìn xinh đẹp nõn nạn vậy. Thực ra Bùi Khanh này ngán tới tận cổ. Tại sao? Nhìn mặt qua da phấn như vậy, nhưng thực ra ở trong đó hả, toàn là sẹo trái rạ không. Sao biết? Bùi Khanh này không có nói gì sai cả, phải nhìn được tận mắt thì Bùi Khanh này mới dám nói. À Hầu đâu, cho thêm một bình rượu thượng hạng. Mà nè, mình rượu vào ra tiếng lại á, nói thì chúng ta cũng không có tin nha, nhưng mà tin hay không á là tùy Phạm Gia thôi. Trong vòng 3 ngày nữa thì cô hậu xinh đẹp sẽ nằm trong tay của Phạm Gia này. Đi đâu mà vội vàng vậy? Lại đây. Hãy xòe bàn tay xinh đẹp ra cho ta thưởng ngoạn. Với bàn tay xinh đẹp này á, thì chỉ có thể rót rượu và đếm tiền. Tại sao lại có thể rửa chén, rửa nồi được? Thôi, em lui đi. Dạ, cảm ơn đại gia. Bùi huynh thật là đáo để bái phục. Tôi nói cho Phạm huynh nghe, trên đời này á, không có người phụ nữ nào á mà Bùi Khanh này không chinh phục được. Và nên nhớ, dù chưa chồng hay có chồng thì đều sẽ chết với Bùi Khanh. Đời này làm gì có người đàn bà nào chung trinh với chồng hả huynh? Người khác á thì tôi không biết, chứ riêng bà Ngọc Trâm nhà tôi á, Bùi huynh nói vậy là hoàn toàn sai. Sai. Nếu mà huynh nói như vậy á thì huynh có dám thách đố với tôi không?
thách đố gì? Ông đi giao chuyến hàng này trong tầm khoảng một tháng đúng không? Cũng trên dưới một tháng. Tôi chưa biết á bà nhà Ngọc Trâm của ông. Nhưng nếu như ông dám thách đố thì tôi dám cam đoan với ông rằng trong một tháng ông đi hàng về thì vợ của ông không còn chung trinh tiết tháo nữa. Ủa, huynh sai rồi. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Huynh nói ta sai hả? À. Vậy thì bây giờ huynh có dám thách đố với ta không? Còn chần chờ do dự vậy là đâu có tin. Mà chưa tin là tất nhiên là có bao giờ mình tin vợ mình đâu. Nếu như tôi thách đố với Bùi huynh thì làm sao để phân biệt được thắng bại? Tôi sẽ đưa cho mình chứng cớ là vợ của anh gian díu với tôi. Và lúc đó ông phải đưa cho tôi 30 nén vàng. Ngược lại, nếu như mà Bùi Khanh này làm không được thì Bùi Khanh này sẽ đưa lại cho huynh 30 nén vàng luôn. Huynh ơi, nhìn cái kiểu của huynh đó là biết chắc chắn một điều, huynh sợ đúng không? Huynh còn không tin vợ huynh nữa mà. Được, tôi sẽ thách đấu với ông anh bắt cả 50 nén vàng. Quân tử nhất ngôn, chủ quán lấy hai tờ giấy ra. Dạ thưa bà. Dạ thưa bà. Dạ con bán giải hội Bùi. Dạ xin muốn vào gặp bà. Chú đã nói với ông ấy tôi không mua giải đâu. Dạ người buôn giải nói là giải con họ Phạm nhà mình mua và nhờ mang đến ạ. Vậy chú ra mời ông ấy vào đây đi. Dạ. Thưa ông, chẳng hay là ông từ đâu đến? Nghe gia dân nói là chồng tôi có tin về phải không? Tôi là Bùi Khanh, nhà buôn giải ở tỉnh Gia. Mấy hôm trước gặp ông Phạm trên đường đi phương Bắc buôn hàng. Ông Phạm cũng biết tôi là sẽ đến cái vùng này, cho nên ông có mua mấy sắp giải rồi tiện thể bảo tôi ghé để đưa cho bà. Ông nhà tôi chừng nào một tháng là về, sao ông ấy lại phải nhập công ông thi vậy? Tôi nghe nói ông Phạm chuyến này đi hàng cũng phải mất là ít nhất 3-4 tháng mới về. Mà bà đừng có băn khoăn làm gì, tôi cũng phải giao một số gấm vóc nữa là cho nó đi bà. Ông đợi tôi một chút, tôi lấy nước mời ông. Có được người vợ sắc nước hương trời như vậy mà lại còn ráng đèo bồng mấy cô ca nhi, thiệt là đáng tiếc. Giải của bà đây, bà cứ xem cho kỹ. Mà cũng tiếc thiệt, ông Phạm là người giàu có nhưng lại mua cho vợ mình toàn là những loại giải thô, thì làm sao mà có thể xứng đáng được cái nét nghiêng nước nghiêng thành của bà. Thưa ông, chồng tôi đi buôn cực nhọc, ông ấy còn lo cho tôi là quý lắm rồi. Giả lại tôi cũng quen giản dị, không có cần gấm vóc lụa là đâu. Đành là vậy, nhưng thiếu đi gấm vóc lụa là thì người phụ nữ sẽ đánh mất đi vẻ quyền quý và cao sang. À, tôi thì còn mấy khúc giải quý ở trong tay nãy nè, bà cứ xem đi. Nếu như mà ưng ý á thì tôi để giá rẻ cho. Bà xem đi.
Ơi, mua cho Ca Nhi á thì mua toàn loại đắt tiền, còn mua cho vợ thì toàn là loại rẻ. Ông Phạm sang nhà mình thiệt là... Ông nói ông Phạm nhà tôi việc gì? À, tôi đâu có nói gì đâu. Thực ra đây là chuyện đàn ông mà. Thì ông Phạm nhà có mua một số gấm dốc lụa là loại thượng hạng cho những cái cô trên tỉnh gia. À, thôi tôi không có nói gì hết nha. Cái miệng tôi nói sai quá. Thôi bà đừng có bận tâm nghe. Bà cứ chọn tùy thích. Bà thích mảnh nào á thì tôi tặng cho bà mảnh đó. Còn nếu như bà thích hết mọi thứ thì tôi cũng sẽ tặng tất cả cho bà. Phạm Sang phản bội vợ theo Ca Nhi. Ngọc Trâm đừng buồn. Bùi Khanh này sẽ lo cho nàng. Xin ông chủ dọn tất cả gấm dốc lụa là này về cho. Tôi là gái là có chồng, mong anh giữ gìn ý tứ. Gia nhân đâu? Tiễn khách. Cái con đàn bà cứng đầu cứng cổ này suốt ngày nó cứ ru ru ở trong nhà. Coi bộ mình dùng lụa là gấm dốc, lời nói ngon ngọt dụ dỗ là không được. Phải mau chóng tìm cách khác thôi. Nếu không thì mình sẽ thua trắng 50 nén vàng thì sao? Tưởng đâu á là 3 tháng nữa mình mới về. Có người nói với em á, xong việc mình sẽ ở lại tỉnh gia một thời gian. Xong việc thì về, chứ lại tỉnh gia làm cái gì? Ủa, ai nói với mình là 3 tháng tôi mới về? Chào Phạm gia. Chào Bùi đại gia. Bữa nay rảnh rỗi ngồi uống trà ta. Ông đến đây để chung thua cuộc 50 nén vàng đúng không? Cá thì cá như vậy thôi, chứ chỉ cần ông chung 20 nén vàng cũng là quân tử rồi. Đã chấp nhận thách đố, người nào thua thì phải chung đủ. Đó mới là danh dự của người quân tử. Đâu, bản giao ước đâu? Lấy ra đây. Được. Đây. Rồi, bản giao ước nằm đây. Vậy làm phiền ông Phạm mời bà nhà ra để mình biết ai là người thắng và người thua. Mình ơi. Chào bà Ngọc Trâm. Bà còn nhớ tôi không? Ông là nhà buôn giải Bùi Khanh ở tỉnh gia. Vậy thì bây giờ ông Sang á phải chung tôi 50 nén vàng, vì ông là người thua cuộc. Ông có chứng cứ gì mà nói rằng tôi thua cuộc? Ông nghe cho rõ nè. Dưới rốn của Ngọc Trâm hai ngón tay có một nút ruồi màu đỏ bằng đầu đũa. Đồ đàn bà tắc nết. Chồng đi chưa đầy một tháng mà lan trải với người đàn ông khác. Đi ra khỏi nhà tao ngay lập tức. Mình à, em không có làm cái gì hết. Em không có lan trải gì hết. Tại sao mình lại gán cho em cái tội tài đình như vậy hả? Em đi. Mình ơi, cô câm miệng lại. Cô không ăn nằm với nó mà nó biết dưới rốn cô có nút ruồi son hả? Đi.
Tôi không quen biết với loại đàn bà lăng loàn dâm đảng. Chồng vừa bước ra khỏi nhà lại đi lang chạ với người đàn ông khác. Lúc mà ông Sang cưới nó về á, con gái trong làng mình á, ai cũng ước mơ được như nó hết trơn. Ông Sang ha, ông vừa đẹp trai hiền hậu, biết làm ăn nữa. Không hiểu sao lấy nó thiệt tội nghiệp. Mà nghe nói ông lấy nó về á, ông cưng nó như trứng mỏng gì đó. Rồi hai vợ chồng có nhau đứa con trai hiền lành, ứng tú hết sức gì đó. Ồ vậy hả? Ừ, chồng con như vậy á, mà không biết còn đòi hỏi gì nữa. Ông Sang á, ông đuổi nó ra khỏi nhà là may cho nó lắm rồi đó bà. Gặp người đàn ông khác ha, người ta đánh cho thân tàn ma dại, lết xác về còn không nổi á, nói gì đi lang thang trên đường trên xóm này cho nó dơ làng dơ xóm mình. Đúng rồi. Coi mua bánh tét coi. Bán cho con một cái bánh tét đi. Không có bán. Cái này có người mua rồi, không có bán đâu. Hửi hơi tơ lụa no rồi, ăn bánh tét làm gì? Cái thứ đàn bà cắt nết, sao không chết phức cho nó rồi đi? Sống chi cho nó chặt đất vậy? Hay là mình chết cho rồi, sống nhục nhã quá, đi đâu cũng bị mọi người khinh rẻ, sỉ nhổ như thế này thì làm sao mà sống được đây? Bây giờ lấy quần áo làm dây treo cổ là hết mọi chuyện. Cháu Ngọc Trâm phải không? Không thưa cô, cháu không nhận ra bác, nhưng mà bác mới vừa nhìn cháu là bác nhận nha ra ngay. Dạo đó đó, con Thủy nó đẻ non, nếu mà không có cháu giúp đỡ, chu cấp về tiền bạc thì chắc giờ hai mẹ con nó mồ đã xanh cỏ rồi đó. Dạ, hai mẹ con của Thủy có khỏe không bác? Thằng nhỏ nó mập cùi cùi hà. Vợ chồng con Thủy á, làm ăn cũng đủ sống. Dạ. Ngồi xuống đây, bà nói cái này cho nghe. Cả làng, cả huyện ai cũng chê trách, chửi bới con đủ điều hết. Nhưng bác không có tin, vì bác nghĩ người như con thì không thể một ngày một bữa mà thay lòng đổi dạ như vậy được. Con chỉ muốn quy sinh chết đi cho rồi. Con bị hàm oan mà không có cách nào giải được. Bậy nè, con mà chết rồi thì ai giải oan cho con đây? Không giải quan được á thì cái nỗi nhục này đâu phải chỉ là chuyện của riêng con. Rồi sau này con của con lớn lên, nó sẽ tủi thân về chuyện của mẹ nó. Thôi bây giờ về nhà bà ở đi con, rồi từ từ mình tính tiếp ha. Cây ngay thì không có sợ chết đứng. Dạ. Á, cuộn giấy gì rớt vậy con? Dạ, đây là cục giấy hách đố An Nghiệp, đã hại gia đình con tan nát. Thôi bây giờ cất đi con, cẩn thận đó, để không thôi nó rớt nữa đó. Đi con. Bẩm quan. Có việc gì? Dạ có một người đàn bà túm áo một người đàn ông dẫn vào huyện đường, xin được gặp đại quan. Ngươi có biết lý do vì sao đòi gặp ta không? Bà ấy nói ông kia quỵt nợ 20 nén vàng, còn thấy ông ta láo liền định bỏ chạy nên giữ ông lại thưa quan. Cho vào. Dạ.
đầu đuôi như thế nào, thuật lại cho ta nghe. Bẩm đại quan, người đàn ông này đã mượn con 20 nén vàng và định giật nợ. Con gặp hắn ngay trước cửa huyện đường nên lôi hắn vào đây cho quan xét xử. Bẩm đại quan, cái con mụ đàn bà này nè, nó đang vu oan cho con. Con chưa hề quen biết bà ta, chứ đừng nói đến cái chuyện con mượn vàng. Nhà con giàu nhất cái vùng này, nghĩ làm sao mà con lại mượn bà ta 20 nén vàng cho được. Ngươi tên gì? Dạ, con là Bùi Khanh. Ngươi tên gì? Lặp lại cho tôi nghe coi. Dạ, con là Bùi Khanh, ông chủ tiệm tơ lụa lớn nhất cái vùng này. À, chỉ ra là tên Bùi Khanh đây. Thằng này là thằng Sở Khanh, mà đã bao lần dân chúng thưa kiện về việc nó dụ dỗ đàn bà con gái, nhưng không thể gọi nó lên công đường hỏi tội nó được, bởi vì thiếu chứng cứ. Nay bị đàn bà lôi cổ vô đây thì đúng là tới số rồi đó. Nếu như mà quan không có tin á, thì cứ hỏi bà lớn nhà. Bà lớn với tiểu thư á là khách hàng thường xuyên lui tới mua tơ lụa của con. Ngươi nói làm sao? Vợ và con của ta thường hay đến nhà của nhà ngươi à? Dạ, rất nhiều lần. Thôi được rồi, chuyện đó ta sẽ xét sau. Bây giờ ta xử việc này trước. Ngươi và người đàn bà này quen biết như thế nào? Bẩm quan lớn, con nói một lần nữa nha, con thề là con không có quen biết cái mụ này. Bà kia, Bùi Khanh nói là không quen biết với bà, sao dám vu oan cho người ta là mượn nợ của bà? Thưa đại quan, con bị vu oan, kính xin đại quan xem tờ giấy này. Ngươi một mực nói là không quen biết người đàn bà rồi phải không? Vậy thì tại sao ngươi dám lớn tiếng cho là đã ăn nằm với người ta? Đây là Ngọc Trâm, vợ của Phạm Sang, ngươi không nhận ra sao? Dạ. Không, có biết cái vụ cái nốt ruồi son. Nhà ngươi thật là to gan, dám ăn nói hai lời trước quan của triều đình à? Dạ, bẩm quan, bẩm quan. Chuyện gì? Có một người đàn ông và một người đàn bà muốn vào đây xin gặp quan. Ta đang xử kiện, chờ nó đi. Đó là chồng con và bà Mũi Xuyến. Con bị tên Bùi Khanh này vu oan nên bị chồng đuổi ra khỏi nhà mấy tháng nay. Con suy nghĩ mãi mới hiểu được nguyên nhân vì sao con bị vu oan, nên con mới đi tìm Bùi Khanh. Khi thấy hắn thường đi ngang cửa huyện đường, con nhờ người về gọi chồng con và tìm cách kéo bà Mũi Xuyến tới đây. Con nhờ đại quan xử oan cho con. Kéo bà Mũi Xuyến đến đây để dễ oan cho nhà ngươi à? Như vậy là sao? Bẩm đại quan, nốt ruồi son dưới rốn con mới lộ ra khi con mới 16 tuổi, chắc chắn chỉ có chồng con và bà Mũi Xuyến biết thôi. Do vậy, con nghĩ là bà Mũi Xuyến có liên quan tới vụ này. À, thì ra là như vậy. Rất là hữu lý. Lính, cho họ vào. Dạ. Mũi Xuyến. Dạ. Chuyện như thế nào? Dạ, bẩm quan, con không có cốt ý hại gia can của Phạm Sang, cũng tại cái ông Bùi Khanh này nè. Mời Bùi đại gia dùng thêm chén trà nữa. Chuyện là như vậy, bọn đàn ông chúng tôi có thách đố với nhau, nhìn tướng, đón mục ruồi và đón vết bớt của những người phụ nữ. Mà từ hồi đó đến giờ á, các cô nào á mà tôi nhắm á, tôi đoán đều được hết. Chỉ có mỗi Ngọc Trâm, tôi nhìn bà ta từ dáng dấp đến mọi thứ không thể nào tôi đoán được. Thiệt là khó cho tôi quá. Tôi làm bà mụ đã hơn một chục năm rồi, tôi đỡ đẻ không biết bao nhiêu là người. Với các sản phụ á, tôi quan sát rất là kỹ. Tại vì những dấu vết ngoài da của họ có thể giúp tôi biết là họ sanh khó hay là sanh dễ. Bà Ngọc Trâm, vợ của Phạm Sang, có một đặc điểm hiếm có người nào có được. Nhưng đó
là việc riêng tư của bà ấy. Tôi không có quyền nói với bất cứ người nào. Vậy với hai nén vàng này, tôi biết được điều bí mật chăng? Bốn nén vàng này, tôi có thể biết được bí mật của thiên hạ. Nhưng mà ông phải hứa với tôi là ông không được lấy cái chuyện này ra để làm việc bậy bạ mà ảnh hưởng tới danh dự của bà Ngọc Trâm. Nè, tôi hứa với bà, bằng danh dự của một nhà buôn giải này. Dưới rúng của bà Ngọc Trâm, cách khoảng 2 lóng ngón tay, có một nốt ruồi son to bằng cái đầu đũa. Bùi Khanh, những lời bà ta nói có đúng như vậy hay không? Hả? Người không nói được phải không? Vậy là đúng rồi chứ gì? Phạm Sang, nhà ngươi có một người vợ rất là đức hạnh, chị không biết trân trọng, lại đem ra làm trò thách đố hơn thua. Đáng lẽ ta bỏ tù nhà ngươi rồi, nhưng xét thấy vợ ngươi vừa được giải oan, ta cho vợ chồng nhà ngươi đoàn tù, chỉ phạt 20 roi để nhà ngươi nhớ đời. Dạ, con biết tội, con đội ơn đại quan. Bộ Xuyến. Dạ. Xưa nay nhà ngươi làm nghề đỡ đẻ, nhưng ngươi lại hám vàng, hại gia can của người khác. Tội ngươi đáng lý ra phải phạt tù, nhưng xét nhà ngươi đã có công giúp đỡ cho nhiều phụ nữ ở trong huyện, được mẹ tròn con vuông, nay ta thu hồi 4 nén vàng, xung vào công quỹ, chỉ phạt nhà ngươi 10 roi về tội hám lợi hại người. Dạ, con biết tội con, con đội ơn đại quan. Bùi Khanh, nhà ngươi có 3 tội. 1, ngươi phạm tội thách đố thua mà lại gian lận, ngươi phải trả cho Phạm Sang 50 nén vàng và chung 50 nén vàng khác cho Phạm Sang. 2, là nhà ngươi phạm tội dùng mưu ma trước quỷ để bôi nhọa danh dự của Ngọc Trâm. Ở đời, danh dự của người là lớn hơn cả. Ta tịch biên tài sản của nhà ngươi để đền bù danh dự cho Ngọc Trâm. 3, ngươi là một tên sở khanh, xâm hại rất nhiều đời con gái và phá hoại rất nhiều gia đình. Lính, cho người xâm vào trán của hắn 2 chữ sở khanh, để hắn đi đến đâu mọi người biết bản chất của hắn mà xa lánh. À, không, đại quan, đại quan, có phẩm đại quan, ngang lại đại quan, đại quan ơi, đại quan làm gì nào? Đừng cứ xâm lên trán con đại quan, đừng cứ xâm lên trán tôi quan ơi, tôi lại quan, ngàn lại quan, quan ơi. Hoàn cảnh của tôi là vậy đó. Qua vợ 8 năm nay rồi mà chưa muốn đi thêm bước nữa. Cha con tôi cứ thu thủi làm ăn sống với nhau. Gặp được em đây chắc là do duyên số. Ông anh giỏi thiệt đó. Nhìn cơ ngơi của ông anh vậy, ai lại nghĩ là ông anh lại thiếu bóng dáng bàn tay của người phụ nữ chăm sóc chứ. Thiệt ra là do tôi thương con mình. Em cũng biết rồi đó, mẹ ghẻ con chồng, xưa nay người ta đều lời ra tiếng vào khổ lắm. Ai sao em không biết, nhưng với em là tuyệt đối không có chuyện đó. Con chồng cũng như con mình, con nó đã thiếu tình thương của người mẹ thì mình cần phải yêu thương con nhiều hơn để bù đắp cho nó. Anh không tin em sao? Anh đưa em về nhà đây là ta tin tưởng em rồi. À, thằng Hiếu con anh nó về kìa. Dạ, thì cha con mới về. Ờ. Ờ, dạ, em chào chị. Cái gì mà chị? Con chào gì đi con. Gì hả cha? Ờ. Cha,
con có gì hồi nào vậy? Dì là dì ba đó con. Cha đã quyết định cưới cô Xuyến về làm vợ. Từ nay con sẽ có dì, dì là kế mẫu thì cũng như là mẹ ruột của con vậy. Từ nay mẹ Xuyến sẽ chăm sóc cho cha con mình đó con. Dạ thưa cha, con bất ngờ quá nên con... Dì biết, nhưng mà dì nghĩ là từ từ con sẽ quen thôi. Tội nghiệp con trai, 8 năm rồi không có tình thương của người mẹ, chắc là con thiệt thòi lắm đúng không? Nhưng mà con yên tâm đi, từ đây mẹ sẽ chăm sóc lo lắng cho con. Từ nay gia đình mình sẽ ấm cúng vui vẻ hơn, phải vậy không con? Dạ. Nghĩ sao mà đi liền tù tì một hơi 3 tháng vậy? Anh có biết là mẹ con em trông chờ anh từng ngày từng giờ không? Anh biết. Chuyến đi liền đường dài lần này nhất định sẽ có lãi to. Chừng đó anh sẽ bù đắp cho mẹ con em. Em đừng buồn nghe. Em nói thì em nói vậy thôi, chứ em biết đàn ông là phải ra ngoài bươn chải, còn phụ nữ như em phải an phận thủ thường thờ chồng chăm con. Cho nên anh cứ yên tâm mà lên đường đi, mọi chuyện đã có em quán xuyến rồi. Em đâu phải, nhưng mà chuyến đi lần này anh như có linh cảm là có điều gì không hay đó em à. Anh lại khéo lo nữa rồi, mọi chuyện trong nhà thì có ông Năm phụ em, còn Hiếu con nó lớn rồi mà con nó lại ngoan nữa, em chỉ cần nhắc nhở con học hành đàng hoàng là được rồi. Anh yên tâm lên đường nghe. Em đâu phải. Thôi thì anh phó thác việc nhà cửa và con cái cho em. Anh đi nghe. Đi cẩn thận nghe anh. Anh cứ yên tâm mà lên đường nhé. Chắc chắn em sẽ lo cho con trai anh trước. Dì ơi, mày đóng chuồng bò hả dì? Nuôi bò giết thịt lợi lắm đó con. Dì ơi, giết thịt tội nó lắm, hay là mình để nó kéo cổ đi dì? Nhưng mà dì cột bò đâu, sao sáng giờ con không thấy? Con yên tâm đi, cứ đóng chuồng đi, khi nào đóng xong rồi ắt sẽ có bò. Dì nói ngộ ghê ha, khi nào đóng chuồng xong ắt sẽ có bò. Ủa, không lẽ là bò nó từ dưới đất nó chung lên sao vậy? Câu này nghe có lý nhỉ. Rồi từ từ con sẽ thấy. Xong chưa con? Dạ xong rồi gì? Khát nước không? Dạ khát. Nè, con uống nước đi rồi làm tiếp. Dạ con cảm ơn gì. Uống nữa không nè? Dạ, dì cho con chén nữa. Dì ơi, sao con thấy ngứa quá vậy? Ngứa hả con? Dạ. Con yên tâm đi, một lát nữa là hết ngứa à. Dì ơi, dì ơi, con Ha 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 ha
Sao hả con? Làm bò đâu có tệ. Ngoài này mát mẻ nè. Hay là để kêu ông Năm đem một ít cỏ vô đây cho con nhai đỡ buồn nha. Ngoan đi, đừng có la rống lên nhiều quá, ồn ào á, bà gông cổ lại đó. Con nghĩ chuyện gì hả cha? Không có chuyện gì đâu con. Có mà, mấy tháng nay con thấy cha như người mất hồn vậy á. Nó nhìn đâu đâu không mà, hỏi gì thì cũng không nhớ. Mà đặc biệt á, người cha mấy ngày hôm nay có lau ra không à? Con gái, chuyện người lớn nói làm cho con thấy bàng hoàng lo lắng thêm thôi, chứ không có giúp ích gì được hết. Sao cha lại nói như vậy? Con lớn rồi mà, nhà có hai cha con à. Nhìn cha tiều tụy như vậy á, con xót lắm. Con à, đúng là trên đời này không ai hiểu cha hơn con. Thôi, để cha kể cho con nghe một chuyện. Trời đất ơi, chuyện này là sự thật sao cha? Hàng ngày lâu nay á, con gặp cậu Hiếu, con cứ tưởng là cậu Hiếu theo ông Bách đi làm ăn xa lắm, tội nghiệp cậu quá à. Đó là sự thật, chính mắt cha thấy đó. Trời đất ơi, thì ra cái mẫu của cậu Hiếu á, là loại yêu quái. Ghê sợ quá, bây giờ mình phải làm sao hả cha? Cha nghĩ chưa ra con ơi. Như con sâu cái kiến, lỡ mà hé lộ ra đó, con mù đâu mà biến mình thành con chó con mèo thì khổ lắm. Nhưng mà không thể nào mà khoanh tay đứng nhìn cậu Hiếu đại đọa vậy cha ơi. Đó đó là điều mà cha đau xót khổng rài, mà cha nghi lắm. Con mù này không có để yên cho con bò đâu. À mà không, không có để yên cho cậu Hiếu đâu. Chết rồi. Thôi đúng rồi, cha hiểu rồi. Đồ yêu tinh rắn độc, muốn mượn tay cha giết con đây mà. Là sao cha? Con sợ quá à. Con hãy vét hết lực lượng đi mua một con bò khác cho cha. Chúng ta đánh cháu cậu Hiểu đem về nuôi, rồi mình tính sao. Cha e là mụ này muốn hạ sát con bò. Ấy mà không, hạ sát cậu Hiếu đó. Dạ, con hiểu rồi, con sẽ đi ngay. Đi đi con, nhanh lên. Trời ơi, vất vả cho mình quá à. Đi gì á mà lâu quá trời luôn à. Anh cũng nhớ nhà lắm chứ em. Nhờ trời mà chuyến hàng này anh được lãi to, gần 100 lạng vàng. Thiệt hả Minh? Ừ. Ừ. Vậy mình có mua quà cho em không? Có, đây nè. Đây, quà của em đây. Anh mua tặng Minh Sim lần đó. Trời ơi, đẹp quá vậy nè. Đẹp không? Em thích lắm. Cảm ơn mình rồi, nha. Em thích là được rồi. Anh vui rồi. Anh có mua quà cho thằng Hiếu nữa. Ủa mà thằng Hiếu đâu rồi hả em? Sao thấy cha nó về mà nó không ra mừng gì cả. Hiếu ơi,
Hiếu à, Hiếu. Ôi, mình đừng có nhắc tới con nữa. Ủa sao vậy em, có chuyện gì hả? Ai đời thở đâu á, không biết con anh đi nghe lời ai xúi dạy, rồi cái nó về đây nè, nó nói em, nó chửi em, nó nói rằng là em giành hết của cải của anh, rồi nó bắt em phải đưa tài sản của anh cho nó. Mà anh cũng biết rồi đó, em đời thở nào có giữ cái gì của anh đâu. Cái thằng này bữa nay sao nó trở trứng như vậy nữa. Rồi sao nữa hả em? Thì đương nhiên em nói là không có chứ sao. Mà nó đâu có tin em đâu. Nó chửi em, rồi nó còn đòi đánh em nữa. Trời ơi, thật là quá đáng mà. Hiếu đâu rồi, ra tao biểu coi. Bữa nay tao mà không dạy được mày á, thì mày đừng có kêu tao bằng cha nữa. Thôi đừng buồn nữa em. Em á, em cũng nói với con vậy đó. Em nói là thôi cứ từ từ đi, chờ ba con về á, rồi ba con nói chuyện với con. Nhưng mà nó đâu có tin em, nó đâu có chịu nghe em đâu. Xong rồi tự dưng cái nó bỏ đi đâu mất tiêu luôn á. Bỏ đi? Đi rồi mà đi đâu? Em có biết nó đi đâu đâu. Nhưng mà em nghĩ á, chắc là con sợ anh, cho nên là con muốn tránh mặt anh ít hôm. Rồi con nó đi rồi nó về liền à. Thiệt đó, còn với cái mà. Thôi mà mình đừng có tức giận nữa. Con nó còn nhỏ, nó không có hiểu chuyện mà. Ngày kia là giỗ lần thứ 9 của má thằng Hiếu, không biết nó có nhớ mà về không nữa. Anh đừng có lo, rồi con nó sẽ về xin lỗi mình thôi mà. Thiệt tình anh cũng không hiểu nổi, thằng Hiếu hồi nào tới giờ nó ngoan lắm, nó rất thương anh, hai cha con rất hợp ý với nhau. Em nhớ ngày giỗ mà, em đã sắp xếp công việc đâu ra đó hết rồi. Em tính làm mấy con heo? Lần này mình làm bò đi anh. Làm bò? Ừ, vừa ngon lại tiện nữa. Bò thì phải qua làng bên Bắc, lít kích lắm. Đâu có đâu, em nuôi hổm vợ, anh không thấy hả? Anh không chú ý có cái chuồng bò ở đằng sau sân nhà sau của mình hả? Tiếng bò nhà mình đó em. Ừ. Sao nghe lạ quá vậy? Lạ là sao anh? Tiếng kêu của con bò này sao mà nghe oan ức quá, như là nó biết trước là nó sắp bị mổ thịt hay gì đó. Anh khéo tưởng tượng quá ha. Thôi ngủ đi anh, ngày mai á em kêu ông Năm làm bò nghe. Ngủ đi. Gấp dữ vậy bà? Ông Năm ơi, ông Năm, ông Năm. Dạ. Có tôi. Đội trong sáng nay ông phải xẻ thịt con bò này cho tôi. Có việc gì cả hả? Bận cũng phải gác lại hết, nghe chưa? Đem cái búa tạ ra. Dạ. Đập cái đầu nó đi. Dạ. Tôi. Tôi cái gì? Tôi bị. Ông bị cái gì? Tôi. Hả? Tôi bị. Mắc cái gì cũng bỏ hết cho tôi. Lấy cái búa tạ ra đập cái đầu nó đi. Tôi nói là Nè, ông sao vậy? Sao mắt ông giật như là bị trúng phong vậy? Dạ, tôi chắc bị phong. Bà chủ, bà cho tôi chạy đi hút thuốc rồi tôi về liền thôi bà chủ. Có phải bị trúng phong không đó? Dạ. Thôi được rồi, để cho ổng đi hút thuốc thì ổng về chứ gì. Có gì đâu mà gấp vậy. Đi bà. Nè, làm cái gì cũng phải nhanh lên nha. Nội trong tháng này phải giết nó cho tôi nha. Không á là tôi đuổi đầu ông đi luôn á. Đi gì à? Dạ.
Ừ. Rồi. Ra qua đây, nhanh lên nha. Cậu chủ à, tôi biết là cậu bị con đàn bà yêu tinh thần như vậy. Tôi thân con với cô, nhưng tôi quyết tìm cao nhân để trị nó, để trả lại đất. Cậu đừng lo nha. Tao à, con dẫn cậu chủ về nhà mình liền đi. Nhanh lên con. Dạ, dạ. Cậu không muốn về á. Thôi, anh Hiếu nè, em có nhận ra em không? Em Đào nè. Về nhà đi rồi mình tâm sự sao con? Ông chủ, xin ông hãy tin tôi, những gì mà tôi vừa kể với ông nó là sự thật, chính mắt tôi chứng kiến đó ông chủ. Ông biểu tôi tin vào câu chuyện quan đường đó hả? Bò là bò, người là người chứ. Vợ tôi hiền lành như vậy mà ông dám đặt điều ác đức. Đúng là nuôi ông tay áo mà. Ông chủ, mấy mươi năm tôi ở với ông, tôi không có xin từ túi gì hết á. Tôi xin mong ông kiếm người cứu cậu chủ ngay đi. Ý ông nói á, con bò bị mổ hồi sáng á là cậu Hiếu hả? Vậy thì còn cứu chữa gì nữa? Cứu dạ gì? Không, tôi đã kịp tráo bò rồi. Tôi đưa cậu chủ về nhà tôi an toàn rồi. Ông Năm, tôi biết ông trung thành, nhưng trong chuyện này á, tôi thấy đầu óc ông á như là loãng trí hay gì đó. Thôi, ông về nhà nghỉ thơm rồi qua làm tiếp. Ông đừng có lại nhảy bò trước mặt tôi nữa. Ông chủ. Cô Hiếu nè, mấy hôm nay cậu đi học ngay qua đây làm nhớ Hiếu lắm. Tụi bạn hay giúp Đào, mọi khi thì có cậu hay binh vực Đào. Bây giờ không có cậu á, chả biết nhờ ai đây. Ngoan á, đừng có la lối to lên nha. Ông một phù thủy á, nó mà nghe được là mệt đó. Cậu nghe Đào nói đúng không? Cậu hiểu hết đúng không? Nay mai á, cậu sẽ trở lại người bình thường thôi mà. Ông trời có mắt lắm á. Chào con. Cậu chủ, đừng lo. Cha đã thuyết phục được ông chủ chưa hả cha? Ông chủ có tin là cậu ấy bị hại không hả cha? Chắc cha phải lên đường để tìm thầy Pháp về để trị con hổ yêu tinh này, để cứu cậu chủ. Không còn cách nào khác nào con ơi. Cha, liệu có ai làm được không hả cha? Có chứ con, đã có tà ma thì phải có tiên thắng để trị chúng chứ. Cha sẽ lên đường ngay, bằng mọi giá con phải bảo vệ cậu chủ nha. Dạ thôi cha đi, con sẽ cố gắng hết sức. Ừ, đã đi. Dạ. Cậu Hiếu nè, cậu phải cố gắng lên nghe. Cậu Hiếu à, cha tôi đã đi tìm cao nhân để trị tội với mụ yêu tinh đó để mà cứu cậu thoát khỏi lời nguyền ác độc. Tôi tin á là cha tôi sẽ quay về sớm thôi. Thôi đừng có nản nha cậu. Thank you.
Dạ thưa thầy, có phải là thầy là pháp sư không ạ? Đúng vậy. Nhưng mà ta nhìn nhà ngươi, ta thấy người làm như là nhà ngươi có quẩn khúc gì phải không? Dạ, dạ, nhờ thầy ra tay mà cứu người. Ta đang trên đường hành đạo rất là cấp bách. Có một con rắn tu luyện thành tinh đang lãng vãng đâu đây nè. Nhưng mà nhà ngươi nói thôi coi, nhà ngươi có cái nỗi oan ức gì? Nguy rồi, chính là con xà tinh đó nó ra tay. Nhà ngươi mau đưa ta đến chỗ cái chàng trai ngoe bò đó, kẻo không kịp. Lẹ lên, vô đây. Mấy người làm gì vậy? Giết con bò này cho tao. Bà ơi, bà con xin bà mà đừng có giết cậu Hiếu mà. Giang ra. Bà ơi, con xin bà. Giết đi. Mình à, tha cho con bò này đi mình. Ông có đứng yên cho tôi. Bà ơi, bà con xin bà mà đừng có giết cậu mà. Tao nói mày giang ra. Bắt con chân cho gì nữa, giết con bò cho tao. Dừng lại. Ông Năm, ông làm gì ở đây? Cha, bà ta định giết con Hiếu á cha. Đây là... đây là pháp sư, yêu tinh. Yêu tinh gì ở đây? Mấy người đi chỗ khác chơi đi, giết nó cho tao. Con yêu tinh đáng độc kia, mi có chạy đằng trời cũng không thoát ra. Mau giải lời nguyền cho chàng trai này ngay. Yêu tinh gì ở đây? Bà lắp bà sạp, giết nó. Mau hiện hình. Hiếu ơi, cha đã hại con rồi. Trời ơi là trời, không lẽ suốt đời con tôi phải sống trong cái lốc bò này vậy hay sao nè? Con ơi là con. Ông chủ, ông phải bình tĩnh. Pháp sư này cao tay ấn, trị được rắn độc, nhưng mà không giải được lời nguyền. Mà mình còn cách mà ông chủ. Có cách gì? Ông nói tôi nghe coi. Dù có lên non hay xuống vực sâu mà tìm được thần tiên cứu giúp, tôi cũng đi ngay. Con ơi là con ơi. Dạ thưa ông, con là phận nữ nhi, nói ra thì xấu hổ, nhưng mà vì cậu Hiếu á, con sẽ không ngại đâu. Có điều gì con cứ nói đi, đừng có ngại. Dạ thưa ông, con nghe vị pháp sư nói á, là muốn giải lời nguyền người hóa thú thì phải có tình yêu thương chân thật mới may ra thưa ông. Là sao hả con? Dạ thưa ông, con cũng xin thưa thật, trước đây con cũng đem lòng thương yêu cậu chủ. Này, thấy hoàn cảnh của cậu như vậy, con càng thương hơn. Nếu như mà ông tin con, ông thương con á, con xin ông tán hợp lương duyên cho hai đứa con. Hả? Con đâu có bàn trước cái chuyện này với cha. Đành rằng á, con bò là cậu Hiếu, nhưng mà người đời ta nghĩ sao khi con đòi lấy con bò? Ta rất thương con Đào à, nhưng ta không thể đồng ý. Vì như vậy sẽ thiệt thòi cho con lắm. Đời người con gái chỉ có một lần như nguy. Hay là ông chê con không đáng làm dâu của ông? Không, không phải như vậy đâu. Con đừng có nói như vậy. Giờ đây ta chỉ mong ước thằng Hiếu trở lại hình hài như xưa, rồi ta sẽ tác hợp cho hai con. Dạ, vậy là được rồi. Cha, con xin cha hãy chọn ngày lành tháng tốt để tác hợp cho tụi con đi cha. Anh Hiếu à, anh có thương em không? Anh có đồng ý lấy em làm vợ của anh không? Đúng là trời cao có mắt, mình ở hiền sẽ gặp lành. Thật là kỳ diệu. Đúng là tình yêu chân thật đã mang lại phép màu. Cha, cha cảm ơn hai con nghe. Em Đào, anh cảm ơn em.
chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Thưa hai cha, chúng con nguyện chung sống với nhau suốt đời. Nấu chì mà sang quá vậy ông Tám? Dùng gần hết đậu luôn. Hay là ông Tám đang lựa đậu để mà chọn hạt giống đúng không ông Tám? Hồi nãy giờ mới nghe được câu có lý rồi nha. À, vậy con biết rồi. Ý ông Tám là dùng để làm đậu cụ đóng phim đúng không? Không, cái thằng này ma lanh dữ nha. Nói vậy là chuyện thần giữ của rồi. Thần giữ của. Phải, thần giữ của. Trời ơi, chuyện cổ tích gì thấy ghê quá à. Ý vậy, thấy ghê quá à. Chắc không đứa nào dám vô đâu ông Tám. Thì ông cũng vậy. Hả? Ông nói vẫn chơi với cái chuyện là nó vẫn phải diễn ra như nó có thôi. Có điều ông Hồng xa rồi đó mà. Ủa, cái gì vậy ông Tám? Đậu, cho con. Đây, đây, đây. Trời. Gì đâu rồi? Ủa, mới thấy cái đây nó kêu rồi. Nè, con chạy ra làm sao con lấy cái quả địa cầu ra coi nó dạ. Nó đâu rồi? Lẹ đây, lẹ con lẹ. Chủ, tôi làm nghề này uy tín mấy chục năm nay rồi. Khách mà muốn cỡ nào, tôi mai mối đúng y như ý của khách vậy đó. Tiền nào của nấy mà ông chủ. Nè, cặp nào mà được tôi xe duyên đó hả, bảo đảm tới răng long đầu bạc cũng còn dính sam vậy đó. Rồi, ông chủ là thượng đế của tôi. Ông chủ muốn cỡ nào cũng được. Có tiền mua tiên cũng được mà. Ý ông chủ muốn sao? Một người vợ là một phụ nữ mắng con tốt nái, hay là cô gái con nhà quyền quý, hay là một vẻ đẹp như Tây Thi, như Dương Quý Phi? Ngộ không cần đẹp. Hả? Không cần đẹp? À, vậy là tôi kiếm cho ông một cô vợ có của hồi môn. Không cần của hồi môn. Không cần của hồi môn. À, vậy tôi kiếm cho ông một cô vợ gần đây nè, để ông dễ đi qua đi lại. Ây da, càng xa càng tốt. Càng xa càng tốt. Ủa sao kỳ vậy? Tiêu chuẩn cưới vợ của ông sao kỳ vậy? Cưới vợ mà không cần đẹp, không cần của hồi môn, không cần đẻ, mà càng xa càng tốt. Vậy chứ cái ý ông muốn gì? Đặc biệt là lo phải còn trong trắng. Trong trắng? Ý của ông muốn cưới vợ còn trinh tiết? Ngộ chỉ cần như thế. À, được, tôi sẽ làm vừa lòng ông. Thầy Tư à, hoàn cảnh nhà thầy đó, đầu trên xóm dưới ai cũng rõ hết à. Còn cô Tư á, thuốc thang nằm liệt tại chỗ, hai cho con quần quật, ai mà không thương. Cô hai nhà này á, thì ngoan hiền hiếu thảo, như một nụ hoa hàm tiếu vậy đó, phải tìm nơi nương tựa chứ. Còn các ông chủ mà tôi giới thiệu đó,
tiền muôn bạc vạn, kẻ hầu người hạ đầy nhà. Tôi bảo đảm cô hai này một bước lên bà, còn chần chờ gì nữa. Nhưng mà nó ngặt cái là gia đình người ta giàu sang, con gái tôi á, nó quen cảnh bần hàn, rồi người ta đối xử làm sao với nó đây. Tôi biết, nhưng mà ông cứ yên tâm đi. Ông chủ nhà tôi á là một người rất là tốt. Ông thật tâm muốn tìm một người vợ trẻ trung, ngoan hiền, lại con nhà gia giáo mà dễ thương như cô hai nhà này nè. Tôi đi từ đầu trên xóm dưới rồi, chỉ lựa được có một cô hai nhà này thôi à. Nhưng mà nó còn nhỏ lắm, tôi không có gả đâu. Mẹ, nãy giờ mẹ nghe hết mọi chuyện rồi đó. Con bất hiếu, không làm gì để giúp cha mẹ được. Bây giờ có cơ hội này thì may ra. Con, cha mẹ sinh con ra không phải là để bán chát. Ấy ấy, gả con cho nhà giàu đâu có phải là cái tội. Họ nộp xính lễ là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà phải xứng với cái công lao dưỡng dục sinh thành ra cô này đẹp như vậy đó. Nhưng mà nhà chồng xa quá, phải đi tới 2 ngày đường lận. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ về thăm cha mẹ thường xuyên. Con à, hôn sự là cả một đời người. Cha nghĩ là con nên suy nghĩ cho thật kỹ nghe con. Bà Mai, bà có hứa chắc tiền đặt cưới là 100 lạng vàng không? Tôi bảo đảm, đặt tại chỗ luôn. Tôi đồng ý. Ly còn trong trắng đúng không? Dạ đúng vậy. Phận gái khuê môn, em chưa từng đi đâu xa. Từ đây căn phòng này chỉ là gian sang của làng, làng không được dời nơi nữa tôi. Làng muốn gì ta sẽ cung phụng làng lập tức, không thiếu sót và cũng không chậm trễ. Chỉ cần làng hãy nhớ lời ta dặn. Dạ, lấy chồng theo chồng, em hiểu. Làng hãy nhớ, sống là người của họ ta, chết là ma của họ ta. Lặp lại, làng nói lại câu này cho ta nghe. Sao phải nhắc lại ạ? Ta muốn nghe câu này hàng ngàn. Sống là người họ Tạ, chết là ma họ Tạ. Đúng rồi. Dạ, ông nghỉ ngơi đi ạ. Em lấy khăn ướt lau mặt cho ông. Không cần, ta sẽ ra vào. Làng hãy nghỉ ngơi cho khỏe, cần gì gõ cửa, người hầu sẽ phục vụ ngay. Thật
thật là kỳ lạ. Chị thấy kỳ lạ sao? Chị thấy á, chị không hiểu là ông cưới chị về làm cái gì nữa. Ờ, em thấy chị sung sướng mà. Chị đâu có ham tiền. Chẳng qua mẹ chị đang bệnh nặng, không có tiền chạy chữa, nên chị nhắm mắt xuôi chân về làm vợ người ta. Bù lại á, người ta nộp tiền xính lễ để giúp gia đình chị vượt qua cảnh ngặt nghèo này. Thì ra là vậy. Nhưng mà chị thấy không có giống. Sao không giống? Không có giống như là cảnh về làm vợ người ta vậy đó. Chị thấy giống như là mua chị về để trưng cho vui nhà vui cửa. Bẩm chư thần linh, con đã sắp hoàn thành sứ mạng của mình. Xin chư thần linh chứng giám cho con. Con đã tìm được một đồng nữ là người con gái còn trinh, là cho nàng ta trai tình suốt 3 tháng qua. Cũng cho nàng ta học được khẩu quyết sống là người của họ ta, chết là ma của họ ta. Chuyển hết số tài sản xuống hầm kiên cố này. Số tài sản này mà không có người giữ của thì làm sao con yên tâm được. Xin thần linh chứng giám cho con. Con xin hiến đồng nữ làm thần giữ của. Nói trong tuần trăng này, con sẽ đưa nàng ấy xuống hầm. Nàng ta sẽ vĩnh viễn không rời khỏi cô bác. Ta sẽ là thần chứa của cho con. Cha ơi, mẹ ơi, con về rồi nè. Cha mẹ ơi, con về rồi. Con gái. Con nhớ mẹ quá. Sao lâu quá con mới về thăm cha mẹ vậy? Cuộc sống bên nhà chồng á hả? Có sung túc không con? Họ có đối xử tốt với con không? Con có gặp chuyện gì không? Sao con ốm dữ vậy nè? Dạ thôi, con mà chủ với cô chủ hãy vào trong nhà rồi nói chuyện. Ờ thôi vô nhà đi con. Đi. Trời ơi, chuyện này quái lạ nghe. Tại sao cứ vợ trẻ về mà để nó dò dỏ một mình suốt 3 tháng vậy? Mẹ cứ tưởng kỳ này con về là có tin vui rồi chứ. Ông ấy rất tốt với con mẹ. Con muốn phấn sáp, quần áo hay ăn uống thứ gì á, chồng cũng cho hết á. Chỉ có điều bắt con ở trong phòng một mình chán lắm cha, không cho đi đâu hết. Không đụng đến con mình. Này con, không cho con đi đâu. Giàu có như vậy mà hành tung lạ nha. Nè, hằng ngày á, chồng con nó có để nói hớ một cái câu gì không con? Nói hớ hả cha? Nói hớ một cái câu gì lạ lùng á. Dạ, hình như là không có. Mấy ngày nay á hả, trời mưa, ông chủ có đi ra ngoài rồi về, giày dép dơ còn chết, bắt con phải chùi rửa nữa. Chuyện cả tuần nay đúng không em? Dạ đúng. Dạ đúng rồi cha. Cứ hễ trời tối á là ông đi với hai người hầu ra ngoài khuya lơ khuya lắc mới về. Khuya lơ khuya lắc mới về. Nó đi đâu? Dạ chuyện này con không rõ. Con có hỏi nhưng thấy chồng con không vui
nên thôi. Nhưng mà con thấy á, có lần là khiêng rương hàng nặng lắm cha. Khiêng hàng mà đi đâu giữa đêm giữa hôm à? Ôi, chuyện có gì lạ đâu. Đó là chuyện mần ăn mà. Nhiều khi đàn ông ra ngoài gặp nhau ham vui chút đỉnh thôi mà. Mẹ ơi, chồng con á không có ham vui thứ gì đâu mẹ. Lúc nào chỉ lo tính toán làm ăn buôn bán thôi à. Rồi còn phát cuốc đi nữa đó cô chủ. Không lẽ cho người đi đào bới với ban đêm? Không lẽ chồng con ham công tiếc việc vậy thì sao? Giàu có quá mà. Khoan. Con, có lần con kể cho cha nghe đó, chồng con nó thờ một cái đạo gì lạ lùng lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Đạo gì á thì con không hiểu, nhưng mà thấy có vẻ giống phù thủy lắm cha. Cưới gái còn trinh về, không cho đi đâu, cho ngủ riêng, hành tung kỳ lạ, thờ đạo thì rất là kỳ quặc. Không lẽ giống cái chuyện mà mình đọc trong sách đó. Con nè, hằng ngày chồng con nó có bắt con đọc cái câu gì đó cho thật thuộc hay không? Sao cha hỏi vậy? Thì bình thường hai vợ chồng con vẫn nói chuyện với nhau bình thường mà. Có mà cô chủ. Cô chủ quên rồi hả? Ngày nào con cũng nghe muốn thuộc luôn á. Cái câu đó có gì quan trọng đâu em. Con nè, đó là câu gì vậy? Con nói cho cha nghe coi. Ủa sao vậy cha? Mà con nghĩ á, chắc là tại ông lớn tuổi nên lo xa thôi à. Câu gì mà sống là người họ Tạ, chết cũng là ma họ Tạ. Sống cũng là người họ Tạ, mà chết cũng là ma họ Tạ. Nó bắt con đọc đi đọc lại cho thuộc phải không? Dạ đúng rồi, sao cha biết? Khẩu quyết. Nó bắt con tôi phải đọc khẩu quyết à. Cầu trời cho không phải là như vậy. Cha à, cha nói cái gì vậy? Ông làm cái gì mà mặt mày thất sắc dữ vậy? Mời bà chủ về cha. Anh thông cảm, cho cô chủ ở lại nói chuyện với ba mẹ chút rồi thế về mà. Nhanh lên nghe chưa? Dạ. Con ơi, sao mẹ linh tính, có cái chuyện gì bất ổn quá. Không sao đâu mẹ. Nè con, con về bên chồng con được bao lâu rồi? Dạ, hơn 3 tháng rồi cha. 3 tháng? Tức là sắp sửa tới 100 ngày rồi. Không được đâu. Nè, kể từ bây giờ cha phải qua bên đó để canh chừng con thật kỹ lưỡng. Cha à, đường xá xa xôi, cha đi chi cho cực. Để con xin chồng á về thăm cha mẹ thường xuyên hơn. Không được, đây là thời điểm quan trọng, cha phải tới để canh chừng con thường xuyên. Canh chừng con? Cha sợ con bỏ trốn hả? Không phải là con bỏ trốn đâu, mà người ta sẽ dẫn con đi mất tiêu con à. Cái gì mà ghê quá vậy? Là ai vậy chứ? Họ dẫn con đi đâu? Không được, không được. Con phải ở lại đây với mẹ. Con không đi đâu hết á. Bà nói hay. Mình đã gả con mình cho người ta, nó có chồng rồi, làm sao mà bắt lại được? Nhưng mà lúc này tôi rối quá, không biết phải làm sao bây giờ. Cha à, cha mẹ yên tâm đi. Nếu con đi đâu á, con sẽ nói cho cha mẹ biết. Nhưng mà lúc đó muộn rồi cô chủ ơi. Ai mà biết cô chủ ở đâu đi kiếm. Phải rồi. Bây giờ như thế này nè, ba sẽ nhặt một mớ sỏi cho con. Con đi đâu con cứ để bên mình á. Rồi hãy mà con đi đâu rải xuống đường, để ba lần theo cái dấu vết đó mà ba đi kiếm con, nghe chưa? Cha à, như vậy thì kỳ lắm. Không lẽ đi đâu á, con cũng đem mớ sỏi theo sao? Nó nặng thấy mồ làm sao đem theo được. Trời ơi, bây giờ tôi biết phải làm sao bây giờ. Con có ý kiến này nè. Sao con? Dạ. Con có cái bọc đậu xanh này nè. Trong trường hợp chị đi đâu á thì cứ rải đậu này trên đường cô chủ đi. Sau ngày nó sẽ nảy mầm mọc lên. Nếu mà ông có tới trễ á thì có lần theo dấu vết mà tìm. Sao tôi lại quên cái chuyện này?
Con cứ cất đi nghe không? Con giữ cái bịch đậu xanh này bên mình này, nó tiện lợi lắm. Có gì ba sẽ lần theo có dấu vết này ba tìm con nghe chưa? Dạ. Vậy thôi được rồi. Ừ. Con sẽ giữ cái này bên mình cho ba mẹ yên tâm. Ừ. Bây giờ con xin phép về. Con đi mạnh giỏi nha. Thưa cha con đi. Con đi nha mẹ. Đi theo tôi liền bây giờ. Theo ông đi đâu ạ? Gặp một nhân vật rất là quan trọng mà. Em có thể dẫn hầu gái theo được không? Không được. Chỉ đi một mình, không trai theo hết. Nhưng mà bây giờ tối rồi. Đi đi. Cái người làm cái gì vậy? Bà chủ hãy tuân lệnh ông chủ, lên đường ngay. Chúng tôi sẽ hộ tống bà, bà cứ yên tâm. Đến thăm con nè, ra tiếp cha đi con. Ông đi về đi. Nè bà chủ ơi, bà chủ làm ơn cho tôi biết con gái tôi đâu. Ông bà chủ không có ở nhà, đi vắng rồi. Đi vắng rồi thì đi đâu chứ? Tôi đã đứng đây tôi chầu chực 3 ngày nay rồi, tôi có thấy mặt con gái tôi đâu. Làm ơn làm phước cho tôi biết con gái tôi ở đâu chú. Thôi ông đi về đi ông già ơi. Nè, tôi nói cho mấy chú biết nha, mấy chú không có được quyền đuổi tôi đâu nha. Dù sao tôi cũng là cha vợ của chủ mấy chú. Nếu như con gái tôi không có nhà, mấy chú làm ơn kêu chủ mấy chú ra tiếp tôi chút xíu được không? Ông có nghe rõ không? Ông bà chủ không có ở nhà. Ông đi về đi. Ê! Già mắc dịch. Vô lý như vậy chứ. Nó nhắn mình lên đây thăm nó, giờ đi vắng hết chứ không phải nhắn lại mình một tiếng chứ, tại sao lại như vậy? Có chuyện gì à? Kỳ quá. Hay là con ơi, con gái.
anh tí đi con ơi. Con ơi con. Tôi Quang ơi, gần tới rồi Quang ơi. Dạ, đây này Quang. Quang ơi Quang. Thưa Quang, con gái tôi có thể là chết như thế này vậy, mong Quang giúp giúp. Chứ để nó chết Quang rất tội lắm Quang ơi. Giúp giúp. Chuyện ngươi vừa nói thật là Quang được. Dạ không Quang được đâu. Tôi xin hứa, lấy cái đầu của tôi chịu trách nhiệm trước lời nói của tôi nếu như đó không phải là sự thật Quang à. Vậy con gái nhà ngươi mất tích bao nhiêu ngày rồi? Dạ thưa, 5 ngày rồi. Dạ Quang biết không, căn cứ vào những hạt đậu xanh nấy mầm này nè, tôi tìm tới đây thì mất dấu, cho nên tôi nghĩ là dưới giếng này là có xác của con. Thôi Quang ơi, Quang ước quá Quang ơi, mong Quang cứu giùm Quang. Thật là khó tin. Quang ơi Quang, giúp giùm Quang cho lính đào lên đi. Không được, không được, không được, các người không được lùng tới cái giếng này. Tao ơi, con gái tao đâu, con gái tao đâu? Vậy nè, vậy hắn chính là... Dạ thưa Quang, nó chính là chồng của con gái tôi. Nó dẫn đi đâu? Bây giờ hỏi nó, nó không biết. Con gái tao đâu? Mày trả lời đi. Con gái tao đâu? Ngộ không biết. Nhưng mà các người không được quyền lũng lên cái dí này. Lớp này là lớp của Ngộ, dí này cũng là dí của Ngộ. Tại sao? Lên, đào lên. Dạ. Tại cái sao mày đi? Cái Ngộ à? Ngộ nó không có lò. Ngộ nó là không có lò mà. Trời ơi, không có lò được. Có biết không? Không lướt nào, trời ơi trời, ngồi đây là căng liền chạy qua, ngồi đây không có lướt nào. Con ơi con, tỉnh lại đi con. Con ơi, con. Đúng là cha gả con nhập ác quỷ rồi. Con tưởng là mình không thể gặp lại cha mẹ được rồi. Hắn ta cho con ngậm xăm để chết từ từ, nhưng không ngờ được mọi người giải cứu. Mày, mày đúng là quỷ đòi lấp ngươi. Không liệt, nó là thần dữ của cô ta. Tại sao các người, tại sao các người mua nó lên? Ta là tôn tiền, tôn bạc mua nó về đây, ta cưới nó về đây, là ta thả nó xuống này, nó là giữ của ta, trả nó lại cho ta, trả nó lại cho ta. Linh đâu? Dạ. Lo nó về xét xử. Không được, không, không, không xét, không xử, không liệt. Gì vậy? Bán lại bao nhiêu á? Hồi hộp cái ghê không á? Căng thiệt, chậm chút là mệt rồi. Bà có sợ không Việt? Trời, sợ gì? Phải chi tôi được làm người vợ, tôi đã quậy tanh bành cho biết tay luôn. Trời, tưởng dễ ăn lắm hả? Nhát khích mà bày đặt. Thôi mà, ông nói vậy chứ ông lo trong bụng muốn chết rồi mà. Thiếu điều ông muốn nhảy vô mé rồi vô kiện luôn á chứ. Nhưng mà chỉ kẹt. Kẹt gì ông Tám? Trời, nó lỡ kẹt nè, bắt ông làm tên thương gia gian ác đó. Chắc ông xù luôn, rồi bị nhốt trong đó luôn đó hả?